Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 2367 ngươi thật to gan. Mộc Tâm Lan mỉm cười nói, thực lực của cậu Ngô đã đạt đến một đẳng cấp khác, kiếm phủ tam kiệt không thể hiểu được. Lục Phi Hùng cười lạnh một tiếng, ba tên này tự rước lấy nhục, có trò hay để xem đây. Ngô Bình liếc đối phương một cái, nói, vị sư huynh này là ai? Người nọ nói, kiếm phủ Lưu Tử Ca kính đại sư huynh một ly. Hắn lấy một chiếc cốc mới, rót một ly rượu, dùng tay đẩy chiếc ly giống như một mũi tên rời dây được bọc trong ánh kiếm và bay về phía Ngô Bình. Bên ngoài ly có một luồng kiếm khí cực kỳ sắc bén, tốc độ của ly rượu cực kỳ nhanh. Nếu không đỡ được, rượu mà đổ ra thì Ngô Bình sẽ rất khó xử. Lưu Tử Ca nghĩ rằng đòn đánh của mình nhất định sẽ khiến Ngô Bình bối rối, dù sao thì ngay cả Vũ Văn Thiên Đô cũng chưa chắc bắt được chiêu này. Ly rượu bay tới, Ngô Bình mỉm cười bắt lấy, kiếm khí liền hóa thành hư vô, ly tất nhiên không vỡ, rượu không tràn ra ngoài. Anh một ngụm uống cạn, cười nói cảm ơn Lưu sư đệ. Lưu Tử Ca sửng sốt, Ngô Bình bắt được sao? Kiếm khí hắn phát ra vô cùng sắc bén, làm sao Ngô Bình bắt được? Lúc này một người khác đứng lên, cười nói ta cũng nâng ly kính sư huynh. Người đàn ông này cao 2 mét, lông rậm rạp khắp mặt, giống như một kẻ mọi rợ. Nhìn thấy hắn, các đệ tử và trưởng lão của Thục Sơn đều bị sốc. Viên Lực, hắn không phải đi Lôi Sơn vượt lôi kiếp sao? Chẳng lẽ đã thành công vượt qua lôi kiếp, có người xung quanh thấp giọng hỏi. Còn chưa biết gì sao? Viên Lực đã thuận lợi vượt qua lôi kiếp, hơn nữa còn là lôi kiếp tầng thứ 7. Hắn vốn đã có thiên phú lợi hại, năm ngoái bất ngờ ăn được quả sức mạnh, hiện tại thực lực của hắn có lẽ đủ để đánh với tiên quân một trận đấy. Viên Lực ngay cả Vũ Văn Thiên Đô cũng không phục, ha ha, hiện tại hắn đứng lên, chỉ sợ hắn muốn cùng tranh tài với đại sư huynh, có người nói. Ngô Bình nhìn thì thấy tên hung thần kia đang vác một cái đỉnh lớn đựng đầy rượu. Mỗi khi hắn bước một bước, những tảng đá dưới đất đều bị nghiền nát, điều này cho thấy cái đỉnh kia cực kỳ nặng. Có người nhận ra chiếc đỉnh đựng rượu, thốt lên, đây không phải là Trấn Hải Thần Đỉnh, trên đỉnh Ngạo Lai sao? Ngay cả phong chủ cũng nhấc không nổi, thế mà hắn dùng nó để đựng rượu. Nghe nói Trấn Hải Thần Đỉnh trước khi được kích hoạt nặng 1500.000 cân, hắn làm sao khiêng được? Tôi cũng đã nghe nói về nó, một khi trận pháp của đỉnh được kích hoạt, sức mạnh của năm ngọn núi linh thiêng được phong ấn bởi cái đỉnh này sẽ bùng nổ, nghiền nát mọi thứ thành cát bụi. Nhìn thấy cảnh này, phong chủ Ngạo Lai Phong lập tức đứng lên, cả giận nói, Viên Lực, ai cho ngươi động đến thần đỉnh Ngạo Lai Phong của ta? Ngươi thật to gan. Viên Lực liếc xéo phong chủ Ngạo Lai Phong, sau đó chợt một tiếc, chiếc thần đỉnh bay lên độ cao hơn 10 mét và đập về phía Ngô Bình. Cái vạc nặng hàng trăm nghìn cân mà hắn ném trực tiếp qua, điều này cho thấy hắn mạnh đến mức nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2368 ai có thể hợp tác? Viên Lực sửng sốt, hắn gầm lên dữ dội và dùng hai tay bắt lấy nó. Nhưng lần này có sức mạnh của Ngô Bình cộng thêm sức mạnh của chính hắn, hắn căn bản không chịu nổi. Phụt! Hắn phun ra một ngụm máu, cả hắn và đỉnh bay ngược xuống núi. Một lúc lâu sau, dưới chân núi truyền đến một tiếng động lớn, hình như đỉnh đụng phải thứ gì đó. Mọi người nhìn nhau thất thần, thế này mà cũng có thể bắt được sao? Đại sư huynh quá mạnh. Vài phút sau, Viên Lực được vác lên, hắn nhìn rất chán nản và nhìn Ngô Bình với vẻ mặt kỳ lạ. Xạ đó hắn đẩy người đang đỡ hắn ra, loạng choạng đi tới trước, cúi đầu bái lạy, đại sư huynh, anh là người đầu tiên mà tôi, Viên Lực này ngưỡng mộ ở Thục Sơn kiếm phái. Kể từ sau, tôi sẽ đi theo đại sư huynh bảo tôi đánh ai, tôi đánh người đó. Có thể thấy rằng Viên Lực là một người rất thẳng thắn. Ngô Bình cười nói, Viên sư đệ, mời. Lúc đỡ Viên Lực đứng dậy, Ngô Bình phát hiện trong người hắn vẫn còn có sức mạnh sấm sét, biết vết thương do lôi kiếp gây ra vẫn còn, liền nói, sư đệ, anh bị thương lúc đỡ 7 tầng lôi kiếp, nếu như không kịp thời trị liệu sẽ để lại hiểm họa, sau khi yến tiệc kết thúc, tôi sẽ trị liệu cho anh. Viên Lực cả kinh, đại sư huynh, anh thấy được sao? Trải qua 7 tầng lôi kiếp tôi đúng là có chút không thoải mái, lúc ấy cũng không có chú ý tới, nhưng sau khi trở về, tôi nhận ra rằng cơ thể tôi ngày càng khó chịu, tôi cảm thấy như có lửa đốt trong người, đốt cháy trái tim và lá phổi của tôi. Ngô Bình gật đầu, đây chính là điều đáng sợ sủa 7 tầng lôi kiếp, uy lực của nó chỉ xuất hiện sau lôi kiếp, nếu không kịp thời chữa trị,
tim phổi sẽ bị thiêu đốt, tu vi mất hết. Viên Lực biến sắc, nghiêm trọng thế sao? Ngô Bình nói, ừ, nhiều người cũng chịu tổn thất tương tự. Tại hiện trường, một vị trưởng lão lập tức nói, thiếu trưởng môn nói rất đúng. Một người bạn tốt của tôi đã chết ở tầng lôi kiếp thứ 7, khi hắn chết đi, nguyên thần tự bốc cháy, phổi tim đều bị đốt cháy, quá đau khổ. Viên Lực lại vội vàng hành lễ, đa tạ sư huynh cứu tôi. Thấy Viên Lực bị thuyết phục, mọi người cũng không dám đi lên chọc giận. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ đã bị Ngô Bình thuyết phục. Một nữ đệ tử cười nói, sư huynh, nghe nói thần quân đều có võ đạo thần thông, biết pháp thuật, là thật sao? Ngô Bình gật đầu, cảnh giới thần quân quả thật sẽ sinh ra thần thông. Nữ đệ tử rất hưng phấn, đại sư huynh, anh có thể cho chúng tôi mở mang tầm mắt được không? Những người này trước đây chưa từng thấy thần quân, mặc dù có Vũ Văn Thiên Đô, nhưng hắn có tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo, hiếm khi giao tiếp với các đệ tử khác. Tất cả đệ tử lần lượt nói, đúng đấy, đại sư huynh, để chúng tôi mở rộng tầm mắt đi. Có trưởng lão cũng cười nói, thiếu trưởng môn, để cho bọn họ nhìn xem phép thần thông của nhân tiên là gì. Ngô Bình gật đầu nói, được, để tôi làm cho mọi người xem. Anh hỏi, ai có thể hợp tác? Trưởng lão vừa nói đứng lên, cười nói, ta sẽ làm. Vị trưởng lão này là chân nhân cảnh giới linh biến, tu vi có thể coi là cao thủ ở địa tiên giới. Ngô Bình, vị trưởng lão này tên gọi là gì? Chương 2369 nó chết chắc. Trưởng lão cười nói, thiếu trưởng môn, ta tên là Dư Định Quốc. Ngô Bình gật đầu, ta vừa mới học được định thân thuật, muốn thử với Dư trưởng lão. Dư Định Quốc cười nói, được, thiếu trưởng môn cứ dùng đi. Ngô Bình chỉ tay, nhẹ giọng nói, định. Đột nhiên, toàn bộ sức lực trong cơ thể Dư Định Quốc, bao gồm cả ý thức của ông ta đều đình trệ, nụ cười trên mặt ông ta đông cứng lại, ông ta đứng đó không nhúc nhích. Nữ đệ tử đi tới, tò mò đi vòng quanh Dư Định Quốc, hỏi, Dư trưởng lão. Bộ não và cơ thể của ông ta trống rỗng và không phản ứng. Nữ đệ tử hỏi, sư huynh, định thân thuật có thể kéo dài bao lâu? Ngô Bình, còn phải xem tu vi của người nhận, Dư trưởng lão là chân nhân. Nhiều nhất có thể kéo dài nửa giờ. Nữ đệ tử nắm râu của Dư Định Quốc, sau đó chạy đến bên cạnh, cười nói, sư huynh, xin hãy thu lại phép thần thông của sư huynh. Ngô Bình vươn tay chộp lấy, Dư Định Quốc lập tức cử động, trên mặt ông ta lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi thiểu trưởng môn, chẳng lẽ người đã sử dụng phép thần thông rồi? Nữ đệ tử cười nói, Dư trưởng lão, ta còn kéo râu của ông không cảm thấy sao? Dư Định Quốc lắc đầu, vừa rồi đầu óc nhất thời trống rỗng, cái gì cũng không nhớ, nói xong ông ta vuốt râu, thực sự rất đau. Lục Phi Hùng cười nói, định thân thuật thật tuyệt vời, tôi vô cùng ngưỡng mộ nó. Viên Lực trừng to mắt, nói, đại sư huynh còn có phép thần thông khác sao? Cái này mặc dù rất tốt, nhưng không có gì kích thích, sư huynh còn có phép thần thông khác sao? Ngô Bình, có thì có, nhưng sát thương quá lớn để sử dụng. Mộc Tâm Lan cười nói, thiếu trưởng môn, mấy ngày trước ta bắt được một con yêu lang ăn thịt người, trấn áp nó ở phòng yêu nham, bên dưới. Ta sẽ thả nó ra, thiếu trưởng môn có thể thử tay nghề. Lục Phi Hùng hỏi, mộ sư muội, lang yêu thực lực thế nào? Mộc Tâm Lan, ta tìm được hai vị sư huynh, ba người phối hợp mới bắt lấy được. Điều này có nghĩa là sức mạnh của yêu lang ít nhất phải cao hơn Mộc Tâm Lan. Mọi người sáng mắt lên. Muốn xem Ngô Bình có thể hạ được yêu lang không? Vì vậy mọi người bay lên bầu trời phía trên trấn yêu nham, bàn tay ngọc của Mộc Tâm Lan vẫy tay, cấm chế của mỏm đá liền biến mất. Một bóng đen khổng lồ lao lên bầu trời, tràn ngập yêu khí, kèm theo khói đen cuồn cuộn. Mọi người nhìn thấy một con sói khổng lồ cao 7 mét đang gầm rú lao thẳng lên trời, dường như đang muốn chạy trốn. Một đám yêu vân màu đen từ dưới chân nổi lên, bao phủ nửa người của nó, mang theo khí tức đáng sợ. Chương 2370 yên tâm đi, vấn đề của cô không khó giải quyết. Một bóng trưởng ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của con lang yêu, đánh mạnh xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, thân thể lang yêu nổ tung, máu thịt bay tứ tung, một cái đầu sói cực lớn rơi xuống. Con sói trợn mắt ngoác mồm, chết không nhắm mắt. Ngô Bình tung trưởng đập vào đầu con lang yêu và lấy ra một viên yêu đan từ bên trong. Yêu đan này sắp biến thành hình sói. Đã có mắt mũi.
anh cất viên yêu đan và ném đầu con lang yêu xuống đất. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả điện chủ Mộc Tâm Lan cũng không đối phó được yêu lang, thế mà thiếu trưởng môn lại một trưởng giết chết. Điều này thật kinh khủng. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, mọi người cuối cùng đã nhìn thấy sự đáng sợ của thần quân. Lục Phi Hùng cảm thán, không hổ là thần quân trong truyền thuyết, thực lực như vậy e là không thua gì Động Thiên Tiên Quân. Một nữ đệ tử của Điện Thanh Liên đột nhiên đi tới, cô ấy có dung mạo xinh đẹp, xem ra cũng không thua gì Lâm Thanh Giao. Cô ấy nói, đại sư huynh, sư muội tên Phương Nhân. Y thuật của sư huynh đã vang danh khắp nơi thiên hạ, sư huynh có thể giúp tôi chữa trị không? Nhìn thấy Phương Nhân, Lâm Thanh Giao bình tĩnh nói, sư muội, hình như cô đâu bị bệnh. Phương Nhân khẽ thở dài, sư tỷ, mấy ngày trước tôi đột phá cảnh giới thần biến, sau đó liền phát hiện tính tình thay đổi lớn, hiện tại đa sầu đa cảm, lúc nào cũng khóc. Ngô Bình giật mình, bèn hỏi cặn kẽ quá trình thần biến của cô ấy, nghe xong liền nói, cô quả thật có vấn đề, lúc cô thần biến đã bị một ác ma lợi dụng mà dung hợp với nguyên thần của cô. Phương Nhân cả kinh, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, sư huynh, tôi bị ma nhập sao? Mọi người cũng kinh ngạc. Đồng loạt tránh ra xa, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Nhân. Mộc Tâm Lan vội vàng nói, thiếu trưởng môn, Phương Nhân thực sự bị ma nhập sao? Ngô Bình cười nói, đừng căng thẳng, đây không phải là nhập thể, mà là một loại dung hợp. Có yêu ma vốn đã rất yếu, lúc xâm lấn nguyên thần liền bị nguyên thần đồng hóa. Nhưng tình huống này cũng có một tác dụng phụ, đó là sự thay đổi tính khí. Phương Nhân thở phào nhẹ nhõm, đại sư huynh. Vậy tôi thật sự không có việc gì. Ngô Bình, hiện tại không có vấn đề, nhưng sau này thì khó nói. Ác ma này đã dung nhập vào linh hồn của cô, một ngày nào đó nó sẽ hồi sinh khi cô yếu ớt nhất, biến thành tâm ma đáng sợ. Nếu cô có thể áp chế được tâm ma, tu vi của cô sẽ tăng lên rất nhiều, nếu không thể trấn áp được tâm ma, cô sẽ rơi vào ma đạo. Sắc mặt Phương Nhân thoát cái trở nên cực kỳ tái nhợt, cô ấy nhỏ giọng khóc cầu xin, đại sư huynh. Xin cứu tôi không muốn nhập ma, hu hu. Ngô Bình nói, yên tâm đi, vấn đề của cô không khó giải quyết. Phương Nhân vui mừng khôn xiết, thật sao? Sau khi Ngô Bình được sự đồng ý của cô ấy, anh cắm 13 cây kim vào đầu cô ấy rồi vươn tay chụp lấy, một làn khói đen dần bốc lên, ngưng tụ thành khuôn mặt một người phụ nữ trong lòng bàn tay anh, vô cùng hung dữ. Ngô Bình dùng sức siết chặt 5 ngón tay, khuôn mặt quỷ liền biến mất. Một tiếng hét chói tai vang lên trong đầu Phương Nhân. Mộc Tâm Lan vội vàng hỏi, thiếu trưởng môn, Phương Nhân không sao chứ? Chương 2371 đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng. Ngô Bình gật đầu, không có việc gì. Phương Nhân vui mừng khôn xiết, cô ấy cúi đầu thật sâu, đa tạ đại sư huynh. Thấy y thuật của Ngô Bình quá siêu phàm, mọi người đều xông lên xin chữa bệnh. Là một tu sĩ, họ phải đối mặt với rủi ro mỗi ngày. Ngay cả khi có một sai lệch nhỏ trong tu luyện thì sẽ để lại những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong cơ thể hoặc nguyên thần. Dần ra, những nguy cơ tiềm ẩn này sẽ bùng phát vào một ngày nào đó. Vì vậy, hầu như tất cả các tu sĩ ở đây đều có việc muốn cầu xin Ngô Bình. Các nữ đệ tử của Điện Thanh Liên có lợi thế hơn, có Lâm Thanh Giao ở bên cạnh, họ đồng loạt lao tới. Bữa tiệc ăn mừng này đã biến thành một buổi khám bệnh miễn phí, Ngô Bình không bao giờ từ chối bất cứ ai đến. Anh đáp ứng mọi yêu cầu, chỉ ra những vấn đề cho mọi người. Ngay cả những phong chủ và điện chủ cũng nhờ Ngô Bình xem, hỏi việc mình dồn nén áp lực nhiều năm có nghiêm trọng hay không, có biện pháp giải quyết hay không. May mắn thay, tình hình của hầu hết mọi người không nghiêm trọng và Ngô Bình chỉ cần chỉ điểm một chút là giải quyết được. Đến nửa đêm, Trần Đạo Huyền lo lắng rằng sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của Ngô Bình vào ngày mai nên đã kết thúc tiệc mừng trước, mọi người chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi đỉnh Vô Tương. Đêm đó, Ngô Bình lặng lẽ tu luyện và hồi phục thể lực. Sáng sớm hôm sau, Trần Đạo Huyền đến và nói, Vũ Văn Thiên Đô đã bỏ cuộc. Ngô Bình kinh ngạc, hắn từ bỏ Chu Kinh Hồng sao? Trần Đạo Huyền, đúng vậy, nghe nói trưởng môn đến Thanh Vân Phong, sau đó phong chủ Thanh Vân Phong và Vũ Văn Thiên Đô đổi ý. Ngô Bình cau mày, mất công chuẩn bị rồi. Trần Đạo Huyền, con mặc dù là thần quân, tương lai rộng mở. Nhưng Thục Sơn kiếm phái có thêm một vị võ quân cũng không phải chuyện xấu. Trưởng môn tinh thông bói toán, nhất định đã thuyết phục được Vũ Văn Thiên Đô. Đang nói thì Chu Kinh Hồng vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi, phong chủ, Vũ Văn Thiên Đô còn chưa tới sao?
Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nói, hắn sẽ không tới. Chu Kinh Hồng hô lên, không thể nào, Thiên Đô sẽ không bỏ rơi đệ tử. Lúc này bên ngoài có người xin được gặp, Trần Đạo Huyền liền mời vào. Một trưởng lão đi tới, ông ta hành lễ với Trần Đạo Huyền, Trần Phong Chủ, Thanh Vân Phong hủy hôn với Chu Kinh Hồng. Khi Chu Kinh Hồng nghe thấy những lời này, cơ thể liền mềm nhũn và ngất đi. Trần Đạo Huyền vô cảm, lạnh nhạt nói, đưa xuống. Khi nào tỉnh lại thì cho Chu Kinh Hồng hai lựa chọn. Thứ nhất, đóng cửa tự ngẫm 10 năm, thứ hai, phế bỏ tu vi đuổi khỏi sơn môn. Dù sao cũng là đệ tử đã cực khổ bồi dưỡng, Trần Đạo Huyền vẫn muốn cho một cơ hội, không muốn đuổi cùng giết tận. Chu Kinh Hồng được đưa xuống, Ngô Bình nói, sư phụ, chiều nay con sẽ đến Thái Thanh Tiên Cảnh. Bên Vân Tịch hình như gặp rắc rối, anh tiện thể đi xem luôn. Trần Đạo Huyền nói, được, bên này không có việc gì nữa. Buổi sáng Ngô Bình chữa xong mối họa lôi kiếp cho Viên Lực, chiều xuất phát đến Thái Thanh Tiên Cảnh. Địa tiên giới là trạm trung chuyển đến các nơi trong Côn Luân, từ nơi này đi Thái Thanh Tiên Cảnh là tiện nhất. Các thành phố và thị trấn ở Thái Thanh Tiên Cảnh đều dùng tên gia tộc để đặt tên, ví dụ Dương Thành là khu vực quản lý của nhà họ Dương. Anh vốn định đi qua Dương Thành chứ không định ở lại đây. Nhưng khi ngang qua bầu trời Dương Thành, anh vừa hay nhìn thấy có một già một trẻ bị bắt nạt trên đường. Kẻ ra tay là một đám nô bộc nhà giàu, chúng đánh tới tấp một ông lão, thiếu nữ mười mấy tuổi bên cạnh bị đá ngã lăn ra, một tên nô bộc đang cười lạnh xé quần áo cô ấy. Chương 2372 vì sao nhất định phải có nhà. Ngô Bình không nói gì thêm, anh liền bộc lộ khí tức thần quân đáng sợ. Mấy tên kia kinh hãi, chúng thấy linh hồn mình run rẩy, bất giác quỳ xuống. Kẻ cầm đầu phản ứng nhanh nhất, gã run rẩy nói, tiên quân giá đáo, hãy thứ tội cho chúng tôi không đón tiếp từ xa. Ngô Bình lạnh lùng nói, cút đi. Tên đó không đi mà nói, tiểu nhân là nô tài của Dương Phủ. Tiên quân giá đáo thì xin hãy ghé thăm quý phủ. Ngô Bình hơi bất ngờ, nhưng anh không hứng thú với việc đến Dương Phủ, nói tôi không rảnh. Tên đó nói, tiên quân, chủ nhân nhà tôi rất muốn được kết giao với bậc đại năng như người. Ngô Bình không còn kiên nhẫn nhiều lời với gã nữa, lạnh lùng nói, tôi nói rồi, không rảnh. Mấy tên nhìn nhau, không dám nói gì nữa mà vội lùi ra. Ngô Bình đỡ ông lão lên và chữa thương cho ông ấy. Cô gái bên cạnh rối rít cảm ơn Ngô Bình. Tiên quân đại nhân, xin người hãy đưa chúng tôi rời khỏi đây. Ngô Bình hơi bất ngờ, nói, vì sao lại rời khỏi đây? Cô gái lau nước mắt, nói, đám người đó bị tiên quân trừng trị, lát nữa nhất định sẽ trút lên đầu chúng tôi. Tiên quân vừa đi thì chúng sẽ càng mạnh tay hơn. Ngô Bình nhíu mày, hỏi, đám người đó vì sao lại đánh hai người? Cô gái nói, nhà chúng tôi còn 20 năm nữa mới đến hạn, họ muốn thu về trước thời hạn, ông nội tôi không đồng ý. Ngô Bình hỏi, nhà đó thuộc sở hữu của ai? Cô gái nói, của Dương Phủ, nhưng 30 năm trước ông nội tôi đã mua quyền sử dụng đất 50 năm, thế nên nhà tôi có quyền sống ở đó thêm 20 năm nữa. Ngô Bình nói, vậy 20 năm sau thì sao? Cô gái, 20 năm sau thì Dương Phủ sẽ thu hồi nhà. Ông nội cô không chịu trả nhà cho họ nên họ đánh người. Cô gái gật đầu, đúng vậy. Họ nói nếu chúng tôi không chịu thì họ sẽ đánh chúng tôi đến khi nào chịu thì thôi. Ngô Bình cười lạnh, đúng là hoành hành ngang ngược. Cả Dương Thành đều là của nhà họ Dương, họ làm như thế thật quá đáng. Cô gái nói, chính vì thế nên họ mới không thèm kiêng nể ai. Ngô Bình nghĩ một lúc rồi nói, tôi làm việc ở doanh trại tuần thành Vân Châu, tôi sẽ đưa mọi người đến Vân Châu. Đổi nơi sống luôn. Ông lão lại lắc đầu, không thể đi. Đi rồi thì chúng tôi không có chỗ ở nữa. Năm đó bố Linh Nhi liều mạng làm việc mới mua được căn nhà đó. Bố Linh Nhi mất, tôi có liều mạng cũng phải bảo vệ được căn nhà. Ngô Bình hỏi, vì sao nhất định phải có nhà? Cô gái nói, thượng tiên, không có nhà thì chúng tôi không nơi để về, hơn nữa lưu lạc bên ngoài cũng phải nộp thuế. Mua một căn nhà như nhà của các người cần bao nhiêu tiền? Cô gái, giá đang không ngừng tăng, giờ cần hơn 10.000 kim tệ. Ngô Bình nhớ rằng một đồng tiền bùa có thể đổi 10.000 kim tệ, giá đó bằng với giá nhà ở thành phố tuyến đầu, không hề rẻ. Chương 2373 tôi đã cho anh cơ hội rồi. Anh nói, không sao, tới đó tôi mua cho hai người một căn nhà. Cô gái mừng rỡ,
quỳ xuống dập đầu với Ngô Bình, cảm ơn thượng tiên, cảm ơn thượng tiên. Ông lão không biết làm sao, cũng cảm ơn rối rít. Ngô Bình đang định dẫn họ đi thì một người đàn ông tóc ngắn bước ra từ quán bên cạnh, lạnh lùng nói anh tốt nhất không đưa họ đi. Ngô Bình nhìn hắn, tu vi không cao, là nhân tiên cấp thứ nhất. Anh nói, tại sao lại nói thế? Hắn nói, tôi thấy anh bay từ trên trời xuống, chắc là địa tiên nhỉ? Một địa tiên như anh mà lại lo chuyện bao đồng trốn dân gian, cần gì phải thế? Phải biết nơi này là Dương Thành, anh làm thế ngộ nhỡ người Dương Phủ phát hiện thì sẽ phái cao thủ truy sát các người. Ngô Bình nói, hai người này bị bắt nạt, chỉ muốn đi mà cũng không được sao? Người đàn ông, tất nhiên không được, việc này liên quan đến thể diện của Dương Phủ, một người qua đường như anh tùy tiện dẫn người đi, người khác sẽ nghĩ thế nào? Khuyên anh là anh hãy lo việc mình đi, đừng lo chuyện bao đồng. Ngô Bình, anh là người Dương Phủ sao? Người đó bật cười, tại hạ là người làm của Dương Phủ, thế nên mới khuyên anh như vậy. Ông già và cô gái nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt đáng thương, anh lạnh nhạt nói, nếu tôi cứ muốn dẫn người đi thì sao? Người đó nhíu mày, anh bạn, nếu thế thì anh tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi Dương Thành. Nếu không tin anh có thể thử. Ngô Bình cười lạnh, phất tay rồi biến mất cùng ông lão và cô gái. Người đó kinh ngạc, vội phát ra một tiếng ngâm dài. Chẳng mấy chốc mấy chục bóng người lao ra từ khắp nơi, bắt đầu lùng sục. Nhưng lúc này Ngô Bình đã đi khỏi Dương Thành, bay đến Vân Châu. Anh vừa bay mấy chục dặm thì phát hiện một luồng ánh sáng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, sau đó chặn trước mặt anh. Anh lập tức đưa hai người vào không gian hắc thiên, sau đó nhìn người trước mặt. Một tu sĩ mặc chiến giáp vàng kim chắn đường anh. Lạnh lùng nói, để lại người thì anh có thể đi. Ngô Bình quan sát đối phương, anh là ai? Tu sĩ nói, quản gia Dương Phủ, Dương Ký. Ngô Bình, tôi phải đưa người đi. Dương Ký cười lạnh, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Một bóng đen xuất hiện sau lưng Ngô Bình, vồ tới chỗ anh. Ngô Bình còn không thèm nhìn đã quay đầu tung chưởng. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, bóng đen đó bị đánh thành một làn khói đen. Nhìn kỹ thì đó là nguyên thần của tu sĩ bám vào khói độc, dùng để tấn công đòn chí mạng. Chương 2374 mâu thuẫn giữa chúng tôi không cần cô giải quyết. Lần này quả nhiên không ai đuổi theo nữa. Đến địa bàn Vân Châu, anh liền thay quần áo của doanh trại tuần thành để tiện ra vào Vân Châu. Đến Vân Châu, anh mua một căn nhà ở khu dân cư, giá khoảng 50.000 kim tệ, sau đó sắp xếp cho hai ông cháu. Lúc đi anh còn dặn dò bảo vệ và một cấp dưới ở doanh trại tuần thành hãy chăm lo cho họ, sau đó còn để lại 50.000 tệ cho họ làm sinh hoạt phí. Anh là phó tướng của doanh trại tuần thành, cảnh sát địa phương rất nịnh nọt, liên tục nói sẽ chăm sóc tốt cho hai người. Ở cổng Vân Phủ, ông chính đang đứng đó, thấy Ngô Bình tới, ông ấy cười nói, cậu chủ, cậu đến rồi. Ngô Bình gật đầu, Vân Tịch đâu? Giờ Vân Tôn đang theo lệnh lão tổ làm người quản lý chính của Vân Thị nên rất bận. Giờ Vân Tôn đang mở cuộc họp trong tộc, điều hòa mâu thuẫn giữa các tộc lão. Ngô Bình đã nghe nói các tộc lão có xung đột, liền hỏi, giờ tình hình thế nào? Ông chính nói, e là không thể hòa giải, ân oán giữa các tộc lão rất nghiêm trọng. Cậu chủ, tôi đưa cậu đến chỗ ở của Vân Tôn trước, chúng ta đợi ở đó. Ngô Bình gật đầu rồi đi theo đến chỗ ở Vân Tịch, một tòa nhà rất thanh nhã. Anh đến thư phòng, có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người Vân Tịch. Ngô Bình đợi một lát, Vân Tịch vẫn chưa đến, anh liền hỏi, Vân Thị có mấy tộc lão? Ông chính, có 12 người, mỗi người đại diện cho một chi của Vân Thị. Mỗi tộc lão nắm giữ một địa bàn, thế lực rất lớn. Ngay cả lão tổ cũng không thể bãi chức của họ, cùng lắm chỉ có thể hạ lệnh cho họ. Ngô Bình, thảo nào? Ngay lúc này mặt đất rung lên. Sau đó mấy tiếng gầm giận dữ truyền tới. Hiển nhiên có người đang đánh nhau ở Vân Phủ. Ngô Bình định ra ngoài thì ông chính vội kéo lại, cậu chủ, vị hôn phu trên danh nghĩa của Vân Tôn là Liễu Thiên Lang, thế nên người không thể lộ diện. Ngô Bình cười nói, thế có gì khó? Anh đưa tay quệt lên mặt, biến thành dáng vẻ của Liễu Thiên Lang, sau đó thay quần áo đi gặp Vân Tịch. Lúc này trong tông đường của Vân Thị, Vân Tịch bị một sức mạnh cuồng bạo đánh bay. Một tộc lão hoàn toàn bộc lộ khí thức tiên quân, tóc dài bay lượn, hai mắt đầy sát khí, lạnh lùng nói, chuyện của lão phu đến lượt một con bé như cô xen vào à. Vân Tịch đánh nát mấy cái ghế, vô cảm đứng dậy rồi nói, lão cảnh,
tôi vâng lệnh lão tổ trợ giúp giải quyết mâu thuẫn giữa Cảnh Tông và Liên Tông. Lão Cảnh hừ lạnh, mâu thuẫn giữa chúng tôi không cần cô giải quyết. Vân Tịch khẽ thở dài, lão Cảnh, mọi người đều là người một nhà, hà tất phải thế. Im miệng, lão Cảnh phất tay, đánh một chưởng ra đánh vào mặt Vân Tịch. Lúc này có bóng người hiện ra, Ngô Bình xuất hiện. Anh phất tay áo đánh bay chưởng kia, sau đó nhìn chằm chằm lão Cảnh. Lão Cảnh kinh ngạc, nói cậu là ai? Ngô Bình thoát cái đến gần ông ta, anh tát lên mặt khiến ông ta bay xa mấy mét. Lão Cảnh là cao thủ cảnh giới động thiên mà lại bị Ngô Bình tát tới nỗi đầu váng mắt hoa. Ông ta cảm thấy có một luồng sức mạnh đáng sợ chui vào cơ thể mình, hoàn toàn không thể chống lại. Chương 2375 có lão tổ ở đây thì Vân Châu sẽ an toàn. Ông ta chợt nhớ ra gì đó, run rẩy nói cậu là Liễu. Chữ Liễu còn chưa nói xong thì Ngô Bình lại tát ông ta, lạnh lùng nói, dám đánh người phụ nữ của tôi, sao ông dám làm vậy hả? Lão Cảnh tức tới nỗi toàn thân run rẩy, nhưng ông ta nghĩ rằng người này là Liễu Thiên Lang. Ông ta không thể chọc giận nhân vật tầm cỡ của địa tiên giới này được, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Vân Tịch thấy Ngô Bình tới giúp thì mỉm cười, đi tới cầm tay anh, nói với Lão Cảnh và một ông già khác, Lão Liên, Lão Cảnh, hai người có ân oán nhiều năm, mỗi năm xung đột đều khiến vô số người chết và bị thương. Thế này nhé, ngày mai sẽ tổ chức đấu võ đài, cao thủ hai bên sẽ ra tay. Người bên nào thắng thì sẽ phải đáp ứng yêu cầu của bên kia. Lão Cảnh và Lão Liên thấy cách này cũng được, mà lại có Ngô Bình ở đây nên họ không dám cãi Vân Tịch, liền vội đồng ý. Cuộc xung đột này đã được giải quyết nhờ sự giúp đỡ của Ngô Bình. Vân Tịch kéo Ngô Bình về chỗ ở của cô ấy, nói, sau này đừng dùng thân phận Liễu Thiên Lang nữa. Ngô Bình cũng biết thế này dễ xảy ra rắc rối, anh gật đầu, ừ, em nói đúng, đây là lần cuối cùng. Với thiên phú của anh thì cùng lắm một năm nữa có thể thành địa tiên. Đến lúc đó không cần lo người nhà họ Tiêu biết chân tướng nữa. Vân Tịch cười nói, lát nữa chúng ta đi gặp lão tổ nhé. Tu vi lão tổ đã hoàn toàn hồi phục, đang muốn gặp anh đấy. Ngô Bình gật đầu, có lão tổ ở đây thì Vân Châu sẽ an toàn. Hai người đang nói chuyện thì ông chính đi vào nói, cậu chủ, người của doanh trại Tuần Thành đến, nói cần tìm cậu. Ngô Bình liền đi ra cổng gặp, anh thấy một cấp dưới của mình. Việc sắp xếp cho hai ông cháu kia là do cấp dưới này lo liệu. Người đó thấy Ngô Bình thì quỳ rạp xuống, nói, phó tướng quân, hai ông cháu kia bị giết rồi, đầu bị treo ở tòa nhà đầu ngõ. Bốp! Bậc đá dưới chân Ngô Bình nát thành bụi, anh không nói gì mà đến thẳng căn nhà anh sắp xếp cho hai người kia. Một đống người đứng chật cứng ở đầu ngõ, đầu một ông già và một cô gái bị dùng dây thừng buộc vào tóc, treo lủng lẳng trên tòa nhà. Máu tươi vẫn đang chảy. Mặt đất có hai bãi máu. Vân Tịch cũng đến, thấy đầu người thì khẽ thở dài, nói, đây là thủ đoạn trừng phạt kẻ chạy trốn của các thành trì lớn. Hai người này là anh đưa đến Vân Châu đúng không? Ngô Bình cúi đầu, đôi mắt anh đầy lửa giận, anh lạnh nhạt nói, lỗi tại anh. Nếu không phải anh nhúng tay thì cho dù họ có khổ cực vẫn có thể sống tiếp. Anh tự cho mình là thông minh, hại chết họ. Vân Tịch, anh đâu có cố ý, ở Thái Thanh Tiên Cảnh. Các gia tộc lớn giống như hoàng tộc vậy, mọi thứ họ nói đều là lệnh tuyệt đối. Ngô Bình mặt vô cảm, họ tại anh mà chết, anh phải làm gì đó. Vân Tịch nhìn người đàn ông trước mặt mình, khẽ gật đầu, em đi với anh. Chương 2376 kẻ bỏ chạy nhất định phải trừng trị ngay. Vân Tịch nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, nói, nhà họ Dương của Dương Thành có thế lực lớn ở Thái Thanh Tiên Cảnh, lão tổ là bất tử thượng quân. Con rể nhà đó cũng thuộc gia tộc lớn ở bảy châu bốn vùng. Anh mà đối đầu với nhà đó, kẻ thù phải đối mặt không chỉ có một. Ngô Bình, ai quan tâm nhiều thế? Nếu không đòi lại công bằng cho hai ông cháu này, sự tức giận của anh không thể biến mất. Anh đưa tay quệt lên mặt, biến thành dáng vẻ của ông lão, sau đó mặc quần áo giống như của ông ấy. Vân Tịch biết không khuyên được, chỉ nói, chú ý an toàn, về sớm nhé. Ngô Bình gật đầu. Sau đó nhảy vọt lên bay đến Dương Thành. Dương Thành, tại Dương Phủ. Dương Phủ vẫn như ngày thường, nô bộc bận rộn làm việc. Đột nhiên một luồng thần niệm kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống. Thần niệm đó khiến mọi người đầu váng mắt hoa, linh hồn run rẩy. Quản gia vừa truy sát Ngô Bình trước đó kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thì thấy ông già đang lơ lửng trên không.
Hắn kinh ngạc, nói, ông, không phải ông chết rồi sao? Ngô Bình nói bằng giọng của ông lão, tôi chết thảm quá, không cam lòng nên đến báo thù. Quản gia cố nén sợ hãi trong lòng, nói, ông hãy mau chóng rời khỏi đây, Dương Phủ không phải nơi để ông hoành hành. Ngô Bình tung một chưởng xuống, nửa người quản gia bị đánh nát bấy. Hắn kêu lên thảm thiết, suýt nữa ngất đi. Ngô Bình, vì sao lại hại tôi? Quản gia nói, không liên quan đến tôi, Thích Huyết Doanh, đã sai người đi. Ngô Bình, Thích Huyết Doanh ở đâu? Quản gia vội chỉ hướng. Thích Huyết Doanh của Dương Phủ là tổ chức chuyên dùng để đàn áp những dân thường có ý nghĩ chống lại Dương Thành, họ thường lập tội danh vu hãm người vô tội. Nếu người bị vu oan không nộp tiền thì sẽ bị họ hại chết, thế nên tổ chức này có tiếng xấu ở Dương Thành. Dương Phủ cũng du di cho Thích Huyết Doanh hoạt động, có thể khiến dân chúng toàn thành run sợ cũng là một thủ đoạn thống trị. Dân chúng sống trong lo sợ mới không dám phản kháng. Thủ lĩnh Thích Huyết Doanh được gọi là chỉ huy sứ, toàn doanh có hơn 300 người, được biên chế thành 2 đại đội, 6 tiểu đội. Lúc này ở Thích Huyết Doanh, chỉ huy sứ đang nghe báo cáo của một tiểu đội trưởng. Thưa chỉ huy sứ, hai ông cháu đó đã bị chúng tôi chặt đầu, treo lên gương oai, tiểu đội trưởng nói. Chỉ huy sứ gật đầu, tốt lắm, kẻ bỏ chạy nhất định phải trừng trị ngay. Cửa bị đạp ra, mấy hộ vệ bay xuống mặt đất, ai nấy đều hộc máu, bị thương nặng. Chỉ huy sứ đột ngột đứng dậy nhìn chằm chằm cánh cửa. Chương 2377 đến từ một gia tộc rất mạnh của tiên giới. Ngô Bình hóa thân thành ông già đi vào, hỏi với giọng thảm thiết, vì sao cắt đầu tôi? Trả đầu lại cho tôi. Tiểu đội trưởng vừa nhìn đã biến sắc, run rẩy nói, là ma sao? Chỉ huy sứ hừ lạnh, ma gì chứ? Người tới là ai? Mau báo tên. Ngô Bình vồ thẳng vào chỉ huy sứ. Ông ta cười lạnh, vung đao lên chém tới chỗ Ngô Bình. Nhưng động tác anh cực nhanh như quỷ mị, cơ thể lên xuống theo tiết tấu của ánh đao, đao không thể chém trúng anh. Vù vù vù. Ánh đao chớp nhoáng như chém vào không khí. Chỉ huy sứ biến sắc, chẳng lẽ là ma thật? Đột nhiên ông ta thấy cổ mình lành lạnh, không biết từ lúc nào Ngô Bình đã đến đằng sau ông ta và tóm lấy cổ. Chỉ huy sứ không dám động đậy, gào lên thảm thiết tha mạng. Rắc rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, chỉ huy sứ bị Ngô Bình bóp chết, không chỉ thế mà anh còn lấy cả nguyên anh của đối phương, vứt vào trong một cái bát vàng, luyện nó thành nhân nguyên đan. Tiểu đội trưởng kêu lên, xoay người chạy ra ngoài nhưng bị Ngô Bình tóm lấy, cũng bị bóp chết và luyện hóa nguyên thần thành nhân nguyên đan. Kẻ nào dám hành hung ở Dương Phủ ta? Đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ hạ xuống, sau đó một cánh tay màu xanh đen xuất hiện trên không, vồ mạnh tới chỗ Ngô Bình. Ngoài cánh tay đó còn có cả pháp lực vần quanh, người này ít nhất cũng là tiên quân cảnh giới Long Môn. Ngô Bình nhấc tay lên, trong thần bàn liền có một luồng cấm chế sáng lên. Anh ngưng tụ ba luồng cấm chế này phát ra pháp lực, cũng ngưng tụ thành một bàn tay lửa lớn. Nó va chạm với bàn tay xanh đen, đó chính là một trong các pháp thuật của anh, Hỏa Diệm Trưởng. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh tay xanh đan bật ra, mà cánh tay màu tím của Ngô Bình tiếp tục tiến tới, thoáng cái đã đánh nát cả căn phòng. Trong phòng có một người đàn ông trung niên, cánh tay xanh đen kia là do ông ta đánh ra. Ông ta gào lên, tung ra một lá bùa. Lá bùa đó biến ra bóng của con thuồng luồng hai đầu, nó chống lại Hỏa Diệm Trưởng của Ngô Bình. Sau khi đối đầu nhau chốc lát, Ngô Bình hơi mất sức, anh liền thu tay lại, lạnh lùng nói, trả lại đầu cho tôi. Anh bạn, nếu cậu không rút lui thì không kịp nữa đâu. Lúc này một giọng nói già nua vang lên, ắt hẳn người nói chính là lão tổ của Dương Thị, một vị tiên quân cảnh giới bất tử. Ngô Bình đang muốn giết người thì đột nhiên giật mình, có dự cảm chẳng lành. Anh biết cảm giác này sẽ không tự nhiên xuất hiện, liền dùng bùa địa đột, thoáng cái đã đi xa. Anh vừa đi là một con mắt khổng lồ đã xuất hiện trong không trung, lạnh lùng nhìn hướng anh biến mất. Con mắt này không tìm thấy người, một giọng nói vang lên, chạy nhanh đấy. Ngô Bình quay về Vân Châu, anh để đầu của chỉ huy sứ và tiểu đội trưởng ở trước mộ. Chương 2378 nghĩa là sao thưa lão tổ? Ngô Bình, gia tộc của tiên giới ở thế giới linh đài sao? Phân tịch cũng không hẳn. Tiên giới tuy do vô số thế giới linh đài khác nhau tạo thành, nhưng phần lớn linh đài lại vô chủ. Ngô Bình, vô chủ. Phân tịch gật đầu, đúng vậy.
có một số linh đài do tiên nhân thượng cổ khai phá, mà họ đã chết trong các trận chiến hoặc đã mất, linh đài của họ tiếp tục được chúng tiên sử dụng. Ngô Bình, hóa ra là thế. Vân Tịch nói, chúng ta đi gặp lão tổ đi. Ngô Bình lại đến động phủ của Vân Phi Dương, phát hiện khí sắc ông ấy đã tốt hơn nhiều, tu vi đã cơ bản hồi phục. Vân Phi Dương thấy Ngô Bình tới thì cười nói, cậu Ngô, đại ân của cậu không lời nào có thể cảm tạ hết. Nếu cậu cần gì cứ nói với tôi. Vân Thị tôi tuy không tính là quá mạnh ở Thái Thanh Tiên Cảnh, nhưng dù gì cũng là hậu duệ vương tộc. Ngô Bình cười nói, lão tổ khách sáo quá, giúp người là điều tôi nên làm. Phải rồi, tôi là một luyện đan sư, không biết nơi nào ở Thái Thanh Tiên Cảnh có nhiều cây thuốc. Vân Phi Dương, Vân Thị tôi có mấy động thiên đều có ít nhiều nơi trồng linh dược. Hơn nữa Thái Thanh Tiên Cảnh cũng mọc nhiều cây thuốc, cậu cần dùng thuốc gì cứ đến nhà kho để lấy. Đây là lệnh bài của tôi, cầm lấy nó thì cậu có thể lấy bất cứ thứ gì trong kho. Nói rồi ông ấy đưa một lệnh bài màu trắng cho Ngô Bình. Ngô Bình biết địa vị của tấm lệnh bài này, cười nói cảm ơn lão tổ. Vân Phi Dương, tôi vốn định tuyên bố hôn sự của cậu với Vân Tịch, nhưng vì nhà họ Tiêu nên hai đứa chỉ có thể âm thầm ở bên nhau. Ngô Bình nhớ đến một chuyện, nói, lão tổ, tôi nghe người bên ngoài nói có rất nhiều nhân vật lớn đang âm thầm chuẩn bị, ví dụ như liên lạc với các tu sĩ, quy tụ cao thủ và tài nguyên. Nghe Ngô Bình hỏi điều này, Vân Phi Dương im lặng vài giây rồi nói, có tin tức từ tiên giới, Côn Luân và các không gian gấp khúc ở các nơi trên địa cầu sẽ mở ra trong vòng 10 năm tới. Ngô Bình kinh ngạc, Côn Luân sắp mở ra sao? Vân Tịch, chuyện này em cũng biết, Côn Luân vốn là không gian gấp khúc, sau khi mở ra sẽ trực tiếp liên kết với bên ngoài. Vân Phi Dương, Côn Luân có vô số thế lực, trước đó vì khoảng cách vật lý tự nhiên nên mọi người đều an toàn. Một khi không gian này mở ra thì mọi người sẽ cùng sống trong một thế giới, tranh đấu là khó tránh khỏi. Vân Phi Dương, điều này nghĩa là những thế lực siêu cấp từng rời đi có thể sẽ quay trở lại. Ngô Bình trầm ngâm, nói, xem ra tôi cũng phải chuẩn bị. Vân Tịch, anh có rất nhiều mối quan hệ ở thế tục, quả thật cần chuẩn bị sớm. Em đề nghị nên mua nhiều đất, bồi dưỡng nhân tài. Vì sau khi linh khí khôi phục thì ai có địa bàn rộng, nhân số đông thì sẽ có thế lực lớn. Ngô Bình, đến lúc đó thì kết cấu các quốc gia chắc cũng có sự thay đổi. Vân Phi Dương, đúng vậy. Sức mạnh của các quốc gia vẫn rất mạnh, có thể sẽ xuất hiện một tiên quốc khác. Không chỉ quốc gia mà các thế lực tu chân lớn như chúng ta cũng phải đối mặt với các thách thức lớn, đồng thời cũng có cơ hội lớn. Chương 2379 Bảo Dược Thượng Phẩm. Quả Thần Long. Vân Phi Dương, Học viện Võ Đạo là nơi tuyển chọn nhân tài của các thế lực, giờ cậu còn chưa biết đâu, một khi linh khí khôi phục thì nơi đó chắc chắn sẽ trở thành cái nôi của nhân tài. Ngô Bình cũng nghĩ như vậy, nói tôi cũng đang suy nghĩ để tới đó làm thầy hướng dẫn. Vân Phi Dương, thực ra điều kiện của cậu rất tốt, biết luyện đan, biết y thuật, điều này người khác đều không có. Sau này linh khí đầy đủ rồi thì nhiều tài nguyên quý hiếm sẽ tái xuất, một luyện đan sư như cậu sẽ trở nên quý hiếm. Sau khi nói chuyện với Vân Phi Dương, Ngô Bình và Vân Tịch tạm biệt ra về. Ra khỏi động phủ, lệnh bài ngọc bên hông Vân Tịch sáng lên, cô ấy cười nói, Bạch Nguyệt sắp hóa rồng rồi. Ngô Bình nhớ ra Vân Tịch đã tặng hóa long đan cho một con xà yêu. Anh hỏi, con xà yêu đó đột phá rồi sao? Vân Tịch gật đầu, vâng, anh có đi thăm Bạch Nguyệt với em không? Ngô Bình nói, anh đến nhà kho tìm thuốc, không đến quấy rầy cô ấy. Vân Tịch gật đầu, sau đó bay đi gặp xà yêu. Ngô Bình cầm lệnh bài đến nhà kho của Vân Phủ tìm thuốc. Anh nhờ người dẫn đường, chẳng mấy chốc đã đến. Cổng nhà kho có mấy hộ vệ đứng đó, thấy lệnh bài thì họ quan sát Ngô Bình một lúc, sau đó để anh vào. Sau cánh cửa là một cung điện lớn, trong đó có một bà lão đang ngồi. Thấy Ngô Bình tới, bà ấy hỏi, cậu có lệnh bài của lão tổ, có thể chọn bất cứ thứ gì trong nhà kho. Nhưng mỗi lần cậu chỉ có thể chọn một thứ, hơn nữa mỗi tháng nhiều nhất chỉ được chọn một lần. Ngô Bình không ngờ lại có quy định như vậy, anh gật đầu, nói tiền bối, tôi muốn tìm một vị thuốc. Bà lão nói, vậy thì đến nhà kho chứa thuốc đi. Nói rồi bà ấy chỉ tay, trước mặt liền có một cánh cửa mở ra. Ngô Bình nói, tiền bối, lần này tôi chỉ có thể lấy một cây thuốc sao? Bà lão, đúng vậy, nếu muốn lấy thêm thì cậu có thể bỏ tiền ra mua. Cậu có lệnh bài của lão tổ, trả giá gốc là được.
Ngô Bình đẩy cửa vào liền ngửi thấy mùi thảo dược thơm nồng. Mắt anh sáng lên, anh lập tức thả thần niệm ra tìm kiếm tất cả những cây thuốc ở đây. Chẳng mấy chốc anh phát hiện một cây thuốc bị phong ấn trong hổ phách. Hổ phách không trong suốt, thần niệm không thể chui vào, Ngô Bình phải mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật mới có thể nhìn rõ. Đây là cây thuốc có thân siêu vẹo, trông xù xì thô ráp, chẳng có mấy cái lá. Lá nó màu bạc, hình dạng như lá phong, rìa răng cưa nhô ra của nó vô cùng rõ ràng, trông như bàn tay con người. Mà nó còn có quả, đó là một con rồng nhỏ màu bạc. Con rồng này sinh động như thật, ánh mắt linh động như đang sống. Thấy cây thuốc này, toàn thân Ngô Bình run lên, anh lẩm bẩm, bảo dược thượng phẩm. Quả thần long. Trên thế giới này, có rất hiếm cây thuốc được gọi là bảo dược. Mà bảo dược được quy là thượng phẩm thì lại càng hiếm có. Ví dụ như ngựa linh chi của anh chỉ có thể tính là bảo dược hạ phẩm. Mà cây bảo dược thượng phẩm này hiển nhiên có giá trị hơn. Ngô Bình không hề do dự mà cầm hổ phách lên đi ra ngoài. Những thuốc khác cũng có cái tốt, nhưng anh không muốn tiêu tiền nên chỉ chọn mảnh hổ phách này. Quay về đại điện, bà lão đó nhìn hổ phách rồi ghi chép lại, nói cậu có thể đi được rồi. Chương 2380 tôi có cách, nhưng cô Bạch phải tin tôi. Ngô Bình cầm hổ phách quay về chỗ ở ngay, định lấy quả thần long ra. Nhưng anh vừa về đã gặp Vân Tịch, lúc này bên cạnh Vân Tịch có một cô gái mặc đồ trắng, trông vẻ mặt chán nản, khuôn mặt diễm lệ. Thấy khuôn mặt cô gái, Ngô Bình biết ngay cô ấy là con xả yêu hóa rồng. Cô gái này trông ủ rũ, xem ra đã thất bại. Vân Tịch giới thiệu hai người với nhau, Ngô Bình, đây là Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt, anh ấy là Ngô Bình. Bạch Nguyệt quan sát Ngô Bình, đột nhiên nói, nghe tiểu tịch nói anh tinh thông y thuật, có thể giúp tôi chữa trị được không? Ngô Bình, cô Bạch có vấn đề sức khỏe gì sao? Bạch Nguyệt thở dài, đúng, tôi tu hành vạn năm nhưng lại không thể hóa rồng, thực sự quá kỳ quái. Tôi nghĩ cơ thể tôi nhất định là có vấn đề. Ngô Bình cũng thấy lạ, đáng lẽ một yêu tinh tu hành vạn năm dù thế nào cũng phải hóa rồng rồi. Hơn nữa Bạch Nguyệt còn dùng một viên hóa long đan. Anh liền quan sát cơ thể Bạch Nguyệt, vừa nhìn đã sững sờ. Trong bụng Bạch Nguyệt có một cái đỉnh nhỏ. Thấy đỉnh này khiến anh bất ngờ, đây là cửu đỉnh. Anh không biến sắc mà nói, trong cơ thể cô có phải có thứ gì không? Bạch Nguyệt nghĩ một chút rồi nói, phải. Khi tôi tu luyện được 1.300 năm thì thấy mình sắp hóa rồng, liền đi du ngoạn khắp nơi. Lúc đó tôi tìm thấy một cái đỉnh ở một di tích, liền nuốt nó vào bụng. Sau đó tôi phát hiện có đỉnh này khiến tôi tu hành rất thuận lợi, tu vi càng ngày tăng cao. Ngô Bình gật đầu, cô Bạch đúng là rất mạnh. Nếu xét về yêu tinh thì cô có thực lực của chuẩn yêu vương, những chuẩn thiên tiên đều không đấu lại cô. Bạch Nguyệt thở dài, đúng vậy, nhưng thế thì có ích gì? Chưa hóa rồng thì vẫn chỉ là yêu mà thôi, nếu tôi hóa rồng thì thực lực sẽ sánh bằng thiên tiên. Ngô Bình biết Bạch Nguyệt không thể đột phá là vì cửu đỉnh, anh nó, cô Bạch, cô hãy bỏ cái đỉnh đi, vật này bất lợi với cô. Bạch Nguyệt sững ra, bất lợi với tôi? Không phải chứ? Nếu không có nó thì tôi không thể sống đến vạn năm. Ngô Bình, trước khác giờ khác, bây giờ cô nên vứt bỏ nó. Bạch Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ bất lực, nhưng nếu không có đỉnh trấn áp thì e là tôi không thể khống chế yêu khí cuồng bạo trong người. Ngô Bình cũng phát hiện yêu khí trong người Bạch Nguyệt cao hơn mức độ bình thường gấp trăm lần. Nhưng có cửu đỉnh trấn áp nên yêu khí của cô ấy không bị nổ tung. Nếu không có cửu đỉnh thì nguy to. Ngô Bình nghĩ một chút, tôi có cách, nhưng cô Bạch phải tin tôi. Bạch Nguyệt cười nói, tôi tin tiểu tịch, mà anh là vị hôn phu của cô ấy, tất nhiên là tôi tin anh. Ngô Bình nói, được, Vân Tịch, em tìm một nơi yên tĩnh không có ai quấy rầy. Vân Tịch đưa Ngô Bình và Bạch Nguyệt đến động thiên tu luyện. Động thiên này rộng hàng trăm cây số, cảnh sắc đơn điệu, chỉ có cỏ cây, vô cùng an toàn. Ngô Bình bảo Bạch Nguyệt thả lỏng. Anh ấn tay lên đỉnh đầu cô ấy. Cô Bạch, tôi sẽ lấy cái đỉnh ra, đồng thời trấn áp yêu khí trong cơ thể cô khiến cô hóa rồng. Quá trình hóa rồng thì yêu khí sẽ chuyển thành long khí. Bạch Nguyệt, được, mời anh ra tay. Ngô Bình điều động ý thức, đạo chủng rung lên rồi tách ra vô số sợi tua đâm vào cơ thể Bạch Nguyệt, vươn thẳng tới chỗ cái đỉnh. Thoáng chốc cái đỉnh đã bị quấn chặt, sau đó trực tiếp bị kéo vào đan điền của Ngô Bình. Không có đỉnh trấn áp khiến yêu khí trong cơ thể Bạch Nguyệt nổ tung. Ngô Bình liền dùng năng lượng rút ra từ cái đỉnh giúp cô ấy trấn áp yêu khí.
Chương 2381 đến động phủ của tôi xem. Vân Tịch nói, cuối cùng cô cũng hóa rồng rồi. Ngô Bình chớp mắt, nói cô Bạch, hay là cô đổi thành họ Long đi. Bạch Nguyệt cười nói, anh nói đúng, sau này tôi sẽ mang họ Long. Vân Tịch, Bạch Nguyệt là tên mà em đặt, Ngô Bình, anh đặt cho cô ấy một cái tên mới đi. Ngô Bình nghĩ một chút rồi nói, tên Long Thanh Khâm thế nào? Vân Tịch, lấy từ câu thơ, thanh thanh tử khâm, u ngã tâm, hay lắm. Được, kể từ giờ tôi sẽ tên là Long Thanh Khâm, cô ấy cười nói. Ngô Bình chớp mắt, nói cô Long, có thể cho tôi mượn một thứ không? Long Thanh Khâm hỏi, anh muốn gì? Ngô Bình cười nói, tôi muốn luyện Long huyết đan, cần máu của rồng. Long Thanh Khâm nghĩ một lúc rồi hào sảng phất tay, được, tôi tặng anh mấy thùng luôn. Ngô Bình giật mình, vội phất tay, không cần vài thùng, 5 cân là được. Bản thể Long Thanh Khâm dài hàng trăm mét, 5 cân máu đối với cô ấy cũng chỉ như một giọt máu của con người thôi. Long Thanh Khâm cười nói, nghe Vân Tịch nói anh biết luyện đan. Ngô Bình, có hiểu sơ. Long Thanh Khâm, địa bàn của tôi có một loại thần dược, tôi đã bảo vệ nó 3.000 năm. Giờ nó đã sắp trưởng thành, anh có muốn đi xem không? Ngô Bình kinh ngạc, thứ thần dược gì mà có thể khiến một con xà yêu bảo vệ 3.000 năm? Anh vội nói, là thần dược gì? Long Thanh Khâm, tôi không rõ, nhưng tôi biết một khi ăn nó thực lực sẽ tăng vọt, thể chất mạnh mẽ vô cùng. Nhưng giờ tôi đã hóa rồng nên nó chẳng còn tác dụng với tôi nữa. Ngô Bình nói, cô Long, hãy đưa tôi đi xem. Long Thanh Khâm đưa hai người ra khỏi động thiên, họ bay vụt đi, chẳng mấy chốc đã đến một đầm lầy rộng lớn, không nhìn thấy điểm cuối. Vân Tịch nói, Ngô Bình, đây là đầm lầy vạn dặm của Thái Thanh Tiên Cảnh, nếu không có Thanh Khâm đi cùng thì em không dám đến đây. Ngô Bình cũng cảm nhận được trong đầm lầy này có một luồng khí tức đáng sợ. Long Thanh Khâm nói, đến động phủ của tôi xem. Họ đi xuống nước nhưng Ngô Bình lại không cảm thấy nước, họ hạ xuống một mảnh đất. Hóa ra nơi đây có huyễn khí, cảnh nhìn thấy khác với cảnh thực tế. Long Thanh Khâm dẫn hai người đi vào một cánh cổng lớn được đúc bởi con người. Thấy cánh cổng này Ngô Bình nói, nơi đây vốn là động phủ của tiên nhân đúng không? Long Thanh Khâm nói, đúng. Ngày xưa tôi thấy động phủ này tốt nên đã biến nó thành xào huyệt của mình. Đi vào cổng thì thấy một cung điện rất lớn, bên trong rất rộng rãi. Xuyên qua cung điện là một cái hố lớn, tỏa ra hàng triệu tia sáng, trông vô cùng đẹp đẽ. Cái hố có đường kính hàng nghìn mét, sâu hơn nghìn mét. Trong hố có một cây cổ thụ chọc trời, mà trên cây có 12 quả, mùi thơm nức mũi. Lá cây màu bạc, quả cũng màu bạc, hình dáng như trẻ sơ sinh. Thấy chúng khiến Ngô Bình liên tưởng đến quả nhân sâm trong Tây Du Ký. Chương 2382 thành giao. Ngô Bình biết đây không phải quả nhân sâm. Nó là quả địa thần. Quả địa thần mọc trên cây thần, hấp thụ linh lực của mặt đất, được thai nghén nghìn năm, là thần dược. Thấy Ngô Bình ngẩn ra, Long Thanh Khâm rất đắc ý, hỏi anh Ngô, thế nào, thần dược này rất tốt đúng không? Ngô Bình cảm thán, thần dược, cô Long, có thể tặng tôi 5 quả thần được không? Long Thanh Khâm cười nó, anh dạy cho tôi hóa long kinh, còn cho tôi hóa long đan, đáng lý tôi phải tặng hết cho anh. Nhưng sau này tôi còn phải nương nhờ vào anh, thế nên tôi muốn làm một giao dịch với anh. Ngô Bình nói, cô Long cứ nói. Long Thanh Khâm, tôi có thể tặng cho anh 3 quả không điều kiện. Nếu anh muốn thêm thì có thể dùng đan dược để đổi. Tôi muốn hóa thành chân long thì cần không ngừng thay máu chân long. Mà cách tốt nhất để thay đổi huyết mạch là dùng đan dược. Ngô Bình nghĩ rồi nói, có thể. Tôi có thể luyện thuần huyết thần đan để tinh lọc huyết mạch của cô. Long Thanh Khâm cười nói, được, anh đưa tôi một viên thuần huyết thần đan thì tôi sẽ đưa anh một quả thần. Ngô Bình cười nói, thành giao. Ngô Bình lập tức hái 3 quả địa thần đã chín và cất chúng trong hộp ngọc. Lúc này anh mới phát hiện bên cạnh hố lớn có một tòa kiến trúc giống như tế đàn, trên đó có đài hoa sen, hình như là nơi tu luyện. Anh đến đài sen và quan sát một lúc, phát hiện ra rằng có một trận pháp bí ẩn dưới đài sen, được kết nối với toàn bộ mạch đất của đầm lầy. Anh không khỏi kinh ngạc, hỏi Long Thanh Khâm, cô Long, đây là nơi chủ nhân của tiên phủ tu luyện sao? Long Thanh Khâm cười nói, hẳn là như vậy. Lần đầu tiên tới đây, tôi muốn ngồi ở trên đó luyện công, nhưng mấy lần bị đánh xuống, thân thể vô cùng khó chịu, về sau không dám thử nữa.
Ngô Bình cười nói, cái này gọi là đại địa liên đài, có thể hấp thu linh lực đại địa, là bảo vật trợ giúp tu luyện. Nói xong anh trực tiếp ngồi trên đài sen. Ngay lập tức, anh cảm thấy sức mạnh đại địa to lớn từ đài sen truyền đến cơ thể anh. Mặc dù anh có một thể chất phi thường, anh vẫn không thể chịu đựng được. Nhưng ngay sau đó, đạo chủng vươn nhánh ra để tiếp nhận sức mạnh to lớn như dòng nước xiết này, nuốt chửng nó như một con cá voi. Đạo chủng hấp thụ sức mạnh đại địa, Ngô Bình không còn cảm thấy áp lực mà cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn thấy cảnh này, Long Thanh Khâm thốt lên, anh thật giỏi. Anh có thể chịu được sức mạnh to lớn từ đài sen. Vân Tịch cười nói, Thanh Khâm, chủ nhân đài sen nhất định rất lợi hại đúng không? Long Thanh Khâm nói, ít nhất cũng là thiên tiên, thế nên tôi mới kinh ngạc. Vân Tịch, cô may mắn thật, tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Vân Tịch đỏ mặt, nhưng lại cười rạng rỡ. Ngô Bình ngồi xếp bằng không động đậy, đạo chủng không ngừng hấp thu sức mạnh của đài sen. Đài sen này mỗi năm đều hấp thu sức mạnh đại địa rồi tích trữ trong đài sen, kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm. Lúc này tất cả linh lực đều bị toàn bộ sức mạnh đại địa hấp thu. Sau đó cái cây tiếp tục lớn lên, không ngừng mọc thêm cành nhánh. Chương 2383 anh Ngô xin hãy nhận của tôi một lạy. Ngô Bình mở mắt ra, nhảy xuống đài sen và nói, tốt lắm, tôi đã có thu hoạch. Long Thanh Khâm, chủ nhân nơi này vẫn còn để lại ít đồ, tôi không đọc hiểu, anh có hứng thú xem không? Ngô Bình cười nói, được, tôi hiểu tiên văn. Mắt Long Thanh Khâm phát sáng, anh hiểu tiên văn, tốt quá, hãy đi theo tôi. Cô ấy đưa Ngô Bình và Vân Tịch vòng qua cái hố, đi vào một nơi như thư phòng. Bên trong có một giá sách, bên trên bày các thẻ ngọc lớn nhỏ khác nhau, được sâu bằng dây kim loại. Trên mỗi thẻ ngọc đều được viết tiêu đề bằng tiên văn, sau đó cuốn lại, hình thức giống thẻ trúc thời cổ đại. Long Thanh Khâm, đây chắc là công pháp mà tiên nhân nào đó để lại. Ngô Bình mở ra một thẻ ngọc. Phát hiện trong thẻ ngọc có khắc chữ, trong mỗi thẻ ngọc có khoảng 200.000 chữ và các hình vẽ. Anh nhìn qua rồi nói, thú vị đấy. Tu sĩ này không phải tiên nhân mà là một thánh vu, trong này ghi chép công pháp của vu đạo. Long Thanh Khâm hỏi, tôi có thể tu luyện không? Ngô Bình nghĩ rồi nói, những công pháp này không hợp cho Long tộc tu luyện. Nhưng tôi có nửa bộ, Thiên Long Kinh, cô có hứng thú học không? Toàn thân Long Thanh Khâm run lên, Thiên Long Kinh. Ở đâu vậy? Ngô Bình, kinh này là nửa bộ đầu tiên được âm dương giáo thu thập, nhưng cũng đủ dùng với cô rồi. Luyện xong nửa bộ này thì ít nhất cô cũng là thần long. Rồng cũng chia cao thấp, bây giờ Long Thanh Khâm vẫn chưa phải là chân long có dòng máu thuần huyết, giờ cô ấy là rồng tạp huyết. Trên cả chân long là thần long, trên thần long còn có thiên long. Thiên Long Kinh chính là công pháp long tộc luyện để đạt đến cảnh giới thiên long. Long Thanh Khâm mừng rỡ, tốt quá, anh Ngô xin hãy nhận của tôi một lạy. Ngô Bình cười nói, cô Long khách sáo quá, cô với Vân Tịch là bạn tốt, tất nhiên cũng là bạn của tôi. Long Thanh Khâm cười nói, anh Ngô, sau này lúc nào cần Long Thanh Khâm này thì cứ nói. Dù lên núi đào xuống biển lửa tôi cũng quyết không từ nan. Vân Tịch trợn mắt nhìn cô ấy, ai bắt cô lên núi đào xuống biển lửa chứ? Ngô Bình liền dùng thần niệm truyền nửa bộ Thiên Long Kinh cho Long Thanh Khâm. Để đáp lễ, Long Thanh Khâm đưa tất cả công pháp phù đạo cho Ngô Bình. Ba người đang nói chuyện trong động phủ thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gầm bên ngoài, mặt đất chấn động. Ánh mắt Long Thanh Khâm lạnh đi, cô ấy lạnh lùng nói, con khỉ này vẫn chưa chịu thôi, để tôi đi giết nó. Ngô Bình vội hỏi, động tĩnh bên ngoài là do con khỉ gây ra sao? Vân Tịch nói, trong đầm lầy này có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ sinh sống. Trừ Thanh Khâm thì cách đây 5.000 dặm về phía tây có một con khỉ thông linh, giỏi biến hóa. Lúc Thanh Khâm chưa hóa rồng thường đánh nhau với nó, lần nào cũng bị thương. Ngô Bình kinh ngạc, có thể khiến Long Thanh Khâm bị thương thì con khỉ này chắc chắn rất mạnh. Anh kéo Long Thanh Khâm đang định đi giết khỉ lại, cười nói, cô Long, đừng giết nó, giúp tôi thu phục để nó làm thú cưng cho tôi nhé. Long Thanh Khâm cười nói, anh nuôi khỉ làm gì? Trong đầm lầy này có rơi và cóc, nuôi chúng mới thú vị. Anh muốn thì tôi đi bắt cho. Chương 2384 động phủ bị tôi phá lâu rồi. Ngô Bình vội phất tay, rơi và cóc thì thôi, tôi thích nuôi khỉ. Long Thanh Khâm nói, được, anh đợi tôi ở đây. Nói xong cô ấy đi ra ngoài. Ngay sau đó Ngô Bình và Vân Tịch thấy mặt đất rung lên,
tiếng khỉ kêu thảm thiết vang lên, đúng là kinh thiên động địa. Vân Tịch cười nói, con khỉ này xui thật, Thanh Khâm hóa rồng, thực lực tăng hơn 10 lần, nó hoàn toàn không phải đối thủ của cô ấy. Chưa đến 3 phút Long Thanh Khâm đã xách một con khỉ vào. Con khỉ cao 3 mét, lông màu vàng kim, mắt nó trợn tròn, tai tròn tay dài, cơ thể cường tráng, vừa nhìn đã biết là hầu vương. Cổ nó có đeo một sợi dây chuyền, phía đuôi dây đang bị Long Thanh Khâm tóm lấy. Con khỉ túm đầu mình, cúi đầu ủ rũ, tâm trạng suy sụp. Long Thanh Khâm đá nó một cái khiến nó kêu ầm lên. Nhưng Long Thanh Khâm lại chừng nó khiến nó cúi đầu ngay, giống như một nàng dâu bị tủi thân. Ngô Bình quan sát con khỉ, âm thầm tấm tắc. Long Thanh Khâm đưa dây chuyền cho anh, nói con khỉ này rất thông minh, cẩn thận đừng để nó chạy. Ngô Bình cười nói, khỉ kia, mày có muốn rời khỏi đầm lầy theo tao khám phá bên ngoài không? Con khỉ trợn mắt nhìn Ngô Bình, ánh mắt rất hung ác. Thầm nghĩ nếu không phải có Long Thanh Khâm, nó đã đấp ngay Ngô Bình rồi cắn đứt đầu, sau đó ăn hết nội tạng của anh. Long Thanh Khâm thấy nó hung dữ thì cười lạnh, búng ngón tay một cái, vẽ một lá bùa trên lòng bàn tay Ngô Bình. Đây là thứ mà cô ấy học được trong Thiên Long Kinh, tên là bùa Thiên Long Trấn Yêu. Ngô Bình thấy một luồng sức mạnh truyền vào tay phải của anh, liền hỏi, bùa này có thể trấn áp con khỉ sao? Long Thanh Khâm cười nói, anh thử xem. Ngô Bình khẽ dùng lực, tát vào đầu con khỉ, lòng bàn tay anh liền tỏa sáng rực rỡ, con khỉ kêu lên thảm thiết rồi đau tới nỗi lăn lộn trên đất. Ngô Bình cười nói, đúng, có nó rồi thì tôi không còn lo con khỉ tạo phản nữa. Long Thanh Khâm, bùa chú này có tác dụng trong 3 tháng, trong thời gian đó, tốt nhất anh phải thuần hóa được nó. Ngô Bình, 3 tháng thì thừa thời gian rồi. Sau đó anh hỏi, ê khỉ, mày có động phủ không? Con khỉ liếc anh nhưng không có ý định trả lời, vì thế Ngô Bình giơ nắm đấm lên định đánh nó. Con khỉ co rúm người lại, sau đó trả lời một cách cứng nhắc, động phủ bị tôi phá lâu rồi. Long Thanh Khâm, con khỉ này cũng bướng thật đấy, hẳn một động phủ của tiên nhân mà nó cũng dám phá, chắc đồ bên trong cũng bị nó đập vỡ hết rồi. Ngô Bình nhìn nó rồi hỏi, mày vẫn chưa tìm được tâm pháp thích hợp để tu luyện à? Con khỉ đáp chưa, tôi sẽ tu luyện bằng khả năng của mình. Chương 2385 như vậy có được không? Con khỉ vui tới mức khoa chân múa tay rồi nói, có, tôi muốn học. Xin tiên nhân nhận của tôi một lạy. Nó học theo dáng vẻ của con người rồi cúi lạy Ngô Bình, anh cười nói, thế thì mày phải ngoan, sau này ngoan ngoãn tu luyện bên cạnh tao. Con khỉ gật đầu, vâng, tôi sẽ nghe lời thượng tiên tuyệt đối. Long Thanh Khâm nói, này khỉ, mày đừng có giả vờ phục tùng. Bụng vị thượng tiên này có càn khôn, ngoài ra anh ấy còn biết luyện đan, bày trận pháp, chữa bệnh. Mày đi theo anh ấy là phúc tổ 70 đời đấy. Con khỉ sáng mắt lên nói, xà, à Long lão đại, tôi biết rồi, tôi có ngu đâu. Long Thanh Khâm tháo xích cho nó rồi nói, nếu mày hiểu rồi thì tự chọn đi, mày có thể bỏ đi luôn để tiếp tục đời yêu quái tự do tự tại. Hoặc sau này ngoan ngoãn đi cùng anh Ngô để chào đón tiền đồ rộng mở. Con khỉ chỉ do dự vài giây rồi đứng cạnh Ngô Bình ngay, tôi đồng ý đi theo thượng tiên. Ngô Bình, người mày toàn lông màu vàng, sau này tao sẽ gọi mày là Kim Tử nhé. Con khỉ gật đầu, vâng, tên đấy hay quá. Ngô Bình, mày chưa chính thức tu luyện nên chưa biến thành người được. Giờ tao sẽ truyền đại thánh âm lôi pháp cho mày, mày hãy tu luyện thành hình người trước, như vậy tao mới tiện dẫn mày ra ngoài. Chứ anh cứ dẫn một con khỉ theo mãi cũng không tiện. Kim Tử gật đầu, vâng, xin thượng tiên hãy truyền cho tôi. Ngô Bình lập tức truyền thụ công pháp cho nó, để nó tu luyện ở chỗ của Long Thanh Khâm, khi nào biến thành người thì mới được ra ngoài tìm anh. Ngô Bình truyền thụ công pháp cho Kim Tử xong thì lấy một quả địa thần ra rồi đưa cho Vân Tịch, em ăn đi. Vân Tịch, quả này quý quá, anh giữ lại mà dùng. Ngô Bình cười nói, anh có rồi. Thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy, Ngô Bình đành nhận lấy rồi ăn. Thịt quả vừa xuống bụng, đã truyền đến khắp cơ thể cô ấy. Ngô Bình biết rõ Vân Tịch không có tu vi, nhưng nhờ thể chất đặc biệt của mình nên cô ấy có thể vận chuyển được sức mạnh của tự nhiên. Khả năng này sinh ra khi Vân Tịch thức tỉnh được thiên bẩm huyết mạch của vương tộc. Thấy Vân Tịch ăn quả rồi, Ngô Bình hỏi, Vân Tịch, sao em không tu luyện? Vân Tịch, thể chất của em khá đặc biệt nên từ nhỏ đã không thể tu luyện. Nếu cứ cố thì toàn thân sẽ khó chịu.
huyết mạch đảo ngược, có mấy lần còn suýt chết. Ngô Bình tò mò hỏi, sao lại như thế? Vân Tịch, lão tổ tông nhà em kể Vân Thị nhà em có thể chất tiên nghịch. Kinh mạch và cơ thể của em cũng có cấu tạo ngược nên không phù hợp với các công pháp bình thường. Ngô Bình quan sát kỹ cô ấy thì phát hiện đúng là kinh lạc, huyết quản và lục phủ ngũ tạng của Vân Tịch đều bị ngược thật. Với thể chất như vậy, đương nhiên cô ấy không thể tu luyện các công pháp bình thường, nếu không chắc chắn khí huyết sẽ đảo ngược, không chết cũng bị thương nặng. Chương 2386. Ngô Bình cười nói, người khác thì không, nhưng anh thì có. Không ai hiểu rõ về cơ thể người hơn anh đâu. Sau đó, anh đã thay đổi kinh lạc, khí mạch trong người mình để mô phỏng thể chất của Vân Tịch, sau đó thử tu luyện Chu Thiên Cực Kiếm Kinh. Sau nhiều ngày nghiên cứu môn kiếm pháp này trong tháp, Ngô Bình đã có hiểu biết nhất định về nó. Thiên Cực Kiếm Kinh có 24 tầng, từ tầng 1 đến tầng 3 là nhân tiên, tầng 4 đến tầng 12 là địa tiên, tầng 13 đến tầng 21 là thiên tiên, tầng 21 đến tầng 24 là đại la kim tiên. Bây giờ, Ngô Bình chỉ cần tu luyện từ tầng 1 đến tầng 3 là được. Trước khi thay đổi kinh mạch, anh tu luyện tầng thứ nhất của Vô Tương Kiếm Kinh trước. Tầng thứ nhất này là tạo nền móng, sau khi luyện thành thì sẽ có tu vi tương đương cảnh giới thần. Vì có nền móng vững chắc nên Ngô Bình nhanh chóng luyện tầng thứ nhất của Thiên Cực Kiếm Kinh. Môn kiếm pháp này sử dụng chính là kiếm nên có yêu cầu về thể chất rất cao, khiến tầng thứ nhất có mức độ khó nhất định. Tầng thứ hai thì khó hơn, sau khi luyện thành sẽ ở cảnh giới tương đương võ quân. Ở tầng này, Ngô Bình cũng luyện thành rất nhanh và suôn sẻ, chưa đến một tiếng là xong. Đến tầng thứ ba thì anh mới thấy áp lực, sau khi luyện thành tầng này thì ngang với tầng thứ bảy cảnh giới nhân tiên rồi. Mình phải mượn cơ hội này để tiến vào cảnh giới nhân vương mới được, Ngô Bình nghĩ thầm. Thật ra, anh chỉ còn cách cảnh giới này một bước nhỏ nữa thôi. Bây giờ, khi anh tu luyện Thiên Cực Kiếm Kinh, võ hồn đã có sự thay đổi, dần dà Ngô Bình đã chuyển hóa quyền ý thành kiếm ý. Đến đây, võ hồn của anh đã lột xác thành kiếm hồn. Bước này tốn khá nhiều thời gian, hình như mất hẳn 3 ngày. Sau khi kiếm hồn hình thành, các bước tu luyện sau đó đã dễ dàng hơn nhiều. Ngô Bình phóng ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Cuối cùng, anh đã chính thức bước vào tầng thứ 7 của cảnh giới địa tiên và trở thành một nhân vương. Chân khí trong người anh cũng chuyển hóa thành một sức mạnh đặc biệt, là kiếm nguyên. Lực thiên nguyên, linh lực đất trời mà anh hấp thụ cùng năng lượng cao chiều của linh khiếu, thần khiếu. Thậm chí cả pháp lực và sức mạnh huyết mạch của anh cũng hòa cùng kiếm nguyên, sau đó trở thành một phần của nó. Một lát sau, khí tức của Ngô Bình đã ổn định hơn, anh dễ dàng tiến vào cảnh giới nhân vương hậu kỳ. Sau đó, anh đã thức tỉnh thêm nhiều thiên bẩm huyết mạch. Tu luyện xong 3 tầng đầu của Thiên Cực Kiếm Kinh, Ngô Bình bắt đầu thay đổi kinh mạch để tu luyện. Anh dám làm vậy là vì hiểu rõ về cơ thể người và có nền móng của đôi mắt xuyên thấu. Nếu thiếu một trong hai thì tuyệt đối anh sẽ không dám liều lĩnh. Quá trình tu luyện ngược khiến Ngô Bình thấy rất lạ, hình như nó có tác dụng hay hơn tu luyện bình thường. Loáng cái, đã có một năng lượng xoay tròn trong người anh, sau đó linh khiếu ngược, thần khiếu ngược và linh lạc, thần lạc ngược đã xuất hiện, cuối cùng là kiếm hồn thứ hai. Hai kiếm hồn có thuộc tính trái ngược nhau, một cái linh hoạt, một cái trầm ổn. Ngô Bình vốn chỉ định thử thôi, ai dè lại luyện thành. Sau khi anh chuyên tâm tu luyện thì phát hiện có hai hệ thống sức mạnh đang vận chuyển, thực lực của anh cũng tăng lên nhiều. Chương 2387 gì thế anh? Âm Dương Giáo cũng có công pháp tu hành tương tự, nhưng Ngô Bình chưa tu luyện công pháp nào, bởi đâu phải ai cũng dám tạo ra hai hệ thống tu hành ngược. Chờ Ngô Bình tu luyện ngược đến tầng thứ ba thì đã là 5 ngày sau. Vân Tịch vẫn chờ anh, cô ấy hỏi, thành công không anh? Ngô Bình gật đầu, Vân Tịch. Giờ anh sẽ truyền cho em công pháp giai đoạn nhân tiên, đó là 3 tầng đầu của Thiên Cực Kiếm Kinh. Muốn tu luyện thì phải hấp thu năng lượng cao chiều, vì thế Ngô Bình và Vân Tịch phải từ biệt Long Thanh Khâm để về nhà họ Vân, sau đó mượn tháp vạn duy của lão tổ tông nhà họ. Nghe nói Ngô Bình muốn giúp Vân Tịch tu luyện, Vân Phi Dương rất hào hứng, sau đó lập tức cho họ mượn tháp vạn duy ngay. Hai người đi vào tháp, Ngô Bình dẫn Vân Tịch đi lên tầng thứ ta. Sau đó hấp thu trực tiếp năng lượng vương phẩm ở đó. Vân Tịch có thể chất tiên nghịch bẩm sinh nên khi tu luyện cũng không chậm hơn Ngô Bình là bao. Ngày đầu tiên, cô ấy đã luyện thành tầng thứ nhất, mở được linh khiếu, thần khiếu, thiết lập linh lạc và ngưng tụ thành kiếm nguyên. Sang ngày hôm sau,
cô ấy lại luyện thành kiếm hồn và hoàn thành tu luyện hai tầng đầu tiên. Đến tầng thứ ba thì cô ấy đã mở sức mạnh huyết mạch và trở thành tu sĩ cảnh giới nhân vương. Vân Tịch tu luyện nhanh như vậy là vì sức mạnh huyết mạch của cô ấy đã thức tỉnh từ lâu, vì thế có thể tu luyện ba tầng này dễ dàng. Sau khi tạo thành nền móng nhân vương, tu luyện phía sau đã đơn giản hơn nhiều, Ngô Bình chỉ cần truyền thụ thẳng công pháp cho Vân Tịch là xong. Vì thế, Ngô Bình đã truyền thêm các tầng công pháp sau cho Vân Tịch tự tu luyện. Anh không yên tâm nên ở lại quan sát thêm vài ngày thì việc tu luyện của Vân Tịch thật sự thuận lợi. Anh hoàn toàn yên tâm và nói với Vân Tịch, em ở lại đây tu luyện nhé, khi nào tiến vào địa tiên thì hãy rời đi. Vân Tịch gật đầu rồi hỏi, anh phải đi rồi à? Ngô Bình, anh muốn về địa tiên giới xem thế nào? Vân Tịch, vâng, chờ em tu luyện xong thì sẽ đi tìm anh. Sau khi tu luyện thêm vài tầng nữa thì Vân Tịch sẽ có tu vi tương đương với cảnh giới địa tiên chân quân. Ngô Bình nắm lấy tay cô ấy rồi nói, Vân Tịch, anh cho em thêm một thứ này nữa. Vân Tịch cười hỏi, gì thế anh? Kiếm hồn của Ngô Bình hái một quả trên cây, sau đó cầm quả đó nhảy ra ngoài rồi chui vào miệng của Vân Tịch, tiếp đó tìm được kiếm hồn của cô ấy. Kiếm hồn của hai người gặp gỡ, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Ngô Bình mỉm cười đưa quả đó cho Vân Tịch, tiện thể nhéo má kiếm hồn. Vân Tịch khẽ kêu lên một tiếng. Ngô Bình nói, đây là quả của đạo chủng trong người anh, dù không phải đạo quả nhưng rất có ích với em đấy. Vân Tịch liếc nhìn thì thấy kiếm hồn của mình đã sơ tái quả ấy, ăn xong, kiếm hồn của cô ấy đã vững chãi hơn, ngoài ra còn có một luồng sức mạnh kỳ lạ chạy khắp cơ thể. Đưa quả ấy cho Vân Tịch xong thì Ngô Bình rời đi, anh về kiếm phái Thục Sơn. Anh vừa về Thanh Mộc Cung thì Trần Đạo Huyền đã đến. Ngô Bình vui vẻ chào hỏi, sư phụ. Chương 2388 cuối cùng thì anh cũng về rồi. Trần Đạo Huyền, con về đúng lúc lắm, chúng ta vào trong nói chuyện. Vào trong rồi, Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói, sau này, ta không còn là sư phụ của con nữa. Ngô Bình ngẩn ra, sư phụ, sao người lại nói vậy, anh tưởng mình đã làm sai chuyện gì? Trần Đạo Huyền cười nói, giờ con là thiếu trưởng môn, đệ tử số một kiêm trưởng môn tương lai của kiếm phái Thục Sơn rồi. Vì thế con không nên có sư phụ nữa, vì con không còn thuộc đỉnh Thanh Vân nữa mà là quản lý cả kiếm phái Thục Sơn rồi. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, sau đó Trần Đạo Huyền nói tiếp, dù con không là đệ tử của ta nữa, nhưng tình cảm của chúng ta vẫn như vậy. Nếu con muốn thì hãy nhận ta là cha nuôi. Ngô Bình vui vẻ đồng ý ngay, con chào cha nuôi. Trần Đạo Huyền đỡ anh dậy rồi nói, con ngoan, mau đứng lên. Thanh Giao tiên tử thường xuyên đến tìm con, chắc có chuyện gì đấy, con mau đến đó xem đi. Ngô Bình biết chắc chắn Thanh Giao tiên tử có chuyện nên chào Trần Đạo Huyền rồi đến điện Thanh Liên ngay. Ngô Bình vừa đáp xuống thì đệ tử nữ canh cổng đã nhận ra anh ngay, sau đó sáng mắt lên chào đón, đại sư huynh. Sau đó, các cô gái lũ lượt kéo đến chào hỏi. Ngô Bình cười nói, chào các sư muội. Tôi đến tìm Thanh Giao. Một đệ tử nữ nói, đại sư huynh, Thanh Giao sư tỷ đang ở chỗ phong chủ, để muội dẫn huynh đi. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn. Đệ tử nữ này dẫn Ngô Bình tới đại điện, sau đó bảo anh chờ mình vào trong thông báo. Một lát sau, Lâm Thanh Giao đã ra đón, cô ấy thở phào nói, cuối cùng thì anh cũng về rồi. Ngô Bình, Thanh Giao, có chuyện gì thế? Lâm Thanh Giao, một sư thúc tổ có tu vi rất cao thâm của tôi đang áp chế tâm ma ở sau núi, ai ngờ đột nhiên xuất hiện rồi ngày nào cũng nói chuyện với sư phụ. Sư phụ tôi thấy bà ấy có vấn đề nên muốn thông báo cho trưởng môn, nhưng trưởng môn cũng không biết làm thế nào, chỉ đòi trấn áp hoặc giết sư thúc tổ luôn. Sư phụ và sư thúc tổ thân nhau lắm nên không muốn bà ấy chết. Ngô Bình, cô muốn tôi chữa trị cho sư thúc tổ của cô à? Lâm Thanh Giao thở dài, anh là tia hy vọng cuối cùng của sư phụ, đi thôi, sư phụ với sư thúc tổ đang ở bên trong, anh vào xem đi, sau đó ra ngoài nói cho tôi biết có chữa được hay không. Hai người đi vào đại điện thì thấy có một người phụ nữ trung niên đang mỉm cười ngồi xếp bằng trên không trung, xung quanh toàn là người của điện Thanh Liên, Mộc Tâm Lan cũng đang ở đây. Ngô Bình và Lâm Thanh Giao cũng ngồi xuống, anh âm thầm quan sát thì thấy có một pháp thân màu đen đang ngồi trong đầu của người phụ nữ. Trên đỉnh đầu của bà ấy có một đài sen màu đen, ma khí mù đen từ đài sen đã thâm nhập vào pháp thân của bà ấy. Ngô Bình nghiêm mặt rồi kéo Lâm Thanh Giao ra ngoài.
anh vừa ra ngoài thì Mộc Tâm Lan cũng đi theo. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, điện chủ Mộc, đi theo tôi. Bọn họ đi tới Thanh Mộc Cung, bấy giờ Ngô Bình mới thở phào một hơi rồi nói, vị sư thúc ấy bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Chương 2389 điện chủ Mộc đã đến tiên giới rồi ư. Ngô Bình chớp mắt, trưởng môn, dù đệ tử có đến tiên giới thì với thực lực hiện giờ cũng đâu giúp gì được ạ. Lưu Vọng Công cười nói, tiên giới có quy tắc của tiên giới, các môn phái ở địa giới có xích mích cũng không được đánh nhau. Nếu muốn thì phải giải quyết mâu thuẫn qua đấu lôi đài, hai bên cử đệ tử của mình lên đấu, bên nào thắng thì được lợi ích. Ngô Bình, ra là thế. Lưu Vọng Công, ý của trưởng môn là cậu hãy nhanh chóng đột phá lên địa tiên, sau đó cậu có thể đến tiên giới rồi. Ngô Bình, trưởng môn, chắc ở đó có nhiều tu sĩ địa tiên lắm ạ. Lưu Vọng Công, không, như địa tiên giới của chúng ta đây, cậu có thấy nhiều tu sĩ địa tiên không? Ngô Bình, nói vậy là cũng không có nhiều tu sĩ địa tiên ở tiên giới. Lưu Vọng Công, đương nhiên sẽ nhiều hơn ở đây. Làm một phép so sánh thì địa vị của tu sĩ địa tiên ở tiên giới sẽ ngang với một tu sĩ cảnh giới tiên thiên ở chỗ mình. Ở địa tiên giới không thiếu các tu sĩ cảnh giới tiên thiên, hầu hết đệ tử ở các môn phái đều tiến vào cảnh giới này rồi. Lưu Vọng Công, tuy cậu là đệ tử số 1, nhưng đã có địa vị ngang trưởng môn rồi. Sau này, có gì cần thì cứ nói thẳng với tôi sẽ giúp đỡ hết sức. Ngô Bình vui mừng nói, cảm ơn trưởng môn. Nói xong thì trưởng môn ra về, chờ ông ấy đi rồi, Mộc Tâm Lan mới cười nói, không ngờ trưởng môn lại nhận thiếu trưởng môn làm đệ tử. Ngô Bình, điện chủ Mộc đã đến tiên giới rồi ư. Mộc Tâm Lan lắc đầu, chưa, tôi chỉ liên hệ với vài trưởng lão ở thượng giới thôi. Ngô Bình tò mò hỏi, các trưởng lão của chúng ta ở tiên giới chắc đều ở cảnh giới thiên tiên hết rồi à? Mộc Tâm Lan, làm gì có, dù ở tiên giới thì cảnh giới thiên tiên cũng thuộc hàng cao thủ rồi. Nhưng tính cả trưởng môn thì chúng ta mới có 3 tu sĩ ở cảnh giới này thôi. Ngô Bình biết rõ thực lực của cảnh giới thiên tiên, Thục Sơn có 3 người ở cảnh giới này là quá đỉnh rồi. Mộc Tâm Lan, thiếu trưởng môn có rảnh không? Điện Thanh Liên vẫn còn vài trưởng lão bị tẩu hỏa nhập ma nữa. Ngô Bình cũng định điều trị tiếp cho những người bị tẩu hỏa nhập ma nên đồng ý ngay, tôi sẽ ở lại đây vài ngày để chữa hết cho mọi người. Mộc Tâm Lan vui mừng cảm ơn anh. Cứ thế, mấy ngày sau đó, Ngô Bình đã dốc toàn sức để chữa trị cho những người bị tẩu hỏa nhập ma. Các trưởng lão này đều có tu vi khá cao rồi. Tính cả Hắc Tinh trưởng lão thì anh đã chữa khỏi thêm cho một trưởng lão ở cảnh giới bất tử, một tiên quân, ngoài ra còn có chân quân thần hóa, 3 chân quân anh biến và 27 vị chân quân khác. Nhờ đó là Điện Thanh Liên đã mạnh hơn hẳn, vượt qua cả kiếm phủ Hạo Thiên. Các trưởng lão được chữa trị khỏi đều rất biết ơn Ngô Bình, ai cũng ủng hộ anh hết mình. Chương 2390 tài nguyên tu hành. Lý Dư ngoi lên mặt nước, tuy nó đã lột xác nhiều lần hơn Bạch Giao, nhưng thực lực cũng không hơn là bao, bởi một là cá hóa rồng, một là rắn hóa rồng. Lý Niệm Tổ đã về nhà, giờ đang tu luyện trong phòng. Sau khi hấp thu sức mạnh của cổ thần vương, khí tức của ông ấy đã mạnh hơn hẳn. Ngô Bình chào bố mẹ rồi mở cuộc gọi video để họp với Lý Vân Đẩu, Lý Mai, Lý Gia Ninh và Lý Đông Hưng. Lý Vân Đẩu cười nói, Tiểu Bình, sao tự nhiên lại gọi mọi người họp video thế? Ngô Bình nghiêm túc nói, ông, chú hai, cô, Tiểu Mai. Cháu có chuyện muốn nói, có lẽ rất ít người biết chuyện này. Giờ cháu nói để mọi người chuẩn bị trước. Lý Vân Đẩu, ừ, chuyện gì lớn à? Ngô Bình, trước kia, ông đã phát hiện ra các điều bất thường của các thế lực lớn khác trong dòng tộc. Có người mua đất, người thì ra sức tạo quan hệ với giới tu hành, có người thì bồi dưỡng cao thủ. Họ làm vậy là vì linh khí đang hồi phục, trái đất sắp trở lại như thời Thiên Quốc. Lý Đông Hưng hỏi, Tiểu Bình, thời Thiên Quốc là như thế nào? Ngô Bình nhìn các ghi chép lằng ngoằng rồi nói, vào thời đó, đến một con chuột bình thường cũng mạnh hơn hổ với sư tử hiện giờ, chúng có thể ăn thịt con người. Hơn nữa, vì linh khí dồi dào nên rất dễ sinh ra yêu ma quỷ quái. Mà khi đó thì người trong giới tu hành cũng tăng lên nhiều, những ai trước không thể tu luyện thì giờ cũng làm được. Khi ấy, trật tự xã hội sẽ bị phá vỡ. Các nước đấu đá quyết liệt, chúng ta sẽ đối mặt với một cuộc chiến tranh thế giới mới. Lý Mai, Huyền Bình, thế chúng ta phải chuẩn bị những gì? Ngô Bình, quan trọng nhất là nhân tài và tài nguyên.
Nhân tài thì để anh nghĩ cách, còn tài nguyên thì chúng ta phải mua đất, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài nữa. Lý Mai, mua lung tung ư? Ngô Bình, ừ, cứ có là mua, càng nhiều càng tốt. Vì sau này, không gian ngập sẽ mở rộng, khéo khu đất mà chúng ta mua lại có một không gian như thế. Lý Mai, nhưng kể cả mua đất thì mình cũng cần có thực lực để giữ đất chứ. Ngô Bình, thực lực thì mình không phải lo, giờ anh là thiếu trưởng môn của kiếm phái Thục Sơn rồi, ngoài ra còn là đệ tử của trưởng môn Thục Sơn ở tiên giới nữa. Đó là chưa kể anh còn là long chủ của Thiên Long, thống soái ba quân ở Đông Tinh, người bình thường không dám động vào anh đâu. Lý Vân Đầu, Tiểu Bình, linh khí mà cháu bảo còn bao lâu nữa thì phục hồi. Ngô Bình, cái này cháu không rõ, nhưng có thể là nửa năm hoặc 10 năm nữa hay thậm chí là lâu hơn. Tóm lại là mình vẫn phải chuẩn bị. Anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, ông ơi, cháu muốn mở một tổ chức từ thiện dưới tên mình, để giúp người dân trong nước. Mỗi năm, cháu sẽ truyền vào đó 1.000 tỷ và buộc phải tiêu hết. Mọi người nghe xong đều giật mình, tuy hiện giờ nhà họ Lý rất giàu, nhưng đâu thể mỗi năm ủng hộ từ thiện 1.000 tỷ được. Tổng kinh tế của cả nước mới có 150.000 tỷ thôi. Lý Gia Ninh, Huyền Bình, như thế thì nhiều quá, e là chúng ta không cầm cự được lâu đâu. Không phải bà ấy xót tiền, vì tiền với những người như Lý Gia Ninh mà nói chỉ là một dãy số mà thôi. Ngô Bình cười nói cô, chúng ta sẽ ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi linh khí hồi phục, khéo tiền của mình cũng không còn giá trị nữa. Mọi người sững sờ, tiền không còn giá trị nữa ư. Ngô Bình nói, mọi người tưởng tượng nhé, một khi linh khí phục hồi, người tu hành sẽ trở nên phổ biến, khi ấy thì thứ gì sẽ đáng giá? Lý Mai, tài nguyên tu hành. Ngô Bình gật đầu, đúng, sau này thứ có giá trị là tài nguyên tu hành. Nhà đất, tiền bạc, máy móc và nhà xưởng cùng các tài sản khác của chúng ta sẽ mất giá trị. Ngược lại, thứ mà những người tu hành cần như công pháp, động tiên, linh thạch, đan dược và tiền bùa sẽ khôi phục giá trị ban đầu. Lý Vân Đầu, Huyền Bình, ý của cháu là chúng ta phải bỏ nhiều tiền ra để tiêu đi, hoặc đổi thành những tài nguyên tu hành ư. Chương 2391 mình đang hấp thu sức mạnh của hắn ư. Ngô Bình, đại khái là thế ạ. Mai này thế nào thì cháu cũng chưa rõ nên cháu sẽ hướng dẫn mọi người sau. Lúc này, Lý Mai hỏi ngay một câu mấu chốt, Huyền Bình, nếu có nhiều người tu hành rồi thì có phải giới tu hành sẽ thống trị thế giới không? Ngô Bình nói, chắc chắn thế, sau này thế giới sẽ do các thế lực tu chân điều hành, hoặc các đại quốc tu chân trỗi dậy, sau đó thành lập quốc gia như thời Tiên Quốc. Tin tức của Ngô Bình khiến mọi người rất bất ngờ, sau khi kết thúc cuộc gọi video. Ai nấy đều ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu không biết tương lai sẽ như thế nào. Ngô Bình tắt màn hình đi thì nhận được một tin nhắn của Thiên Long. Đây là tin khẩn, nội dung là có một tốp tu sĩ nước ngoài xâm nhập biên giới, khiến quân và dân ở đó bị thương vong nhiều. Ngay sau đó, Ngô Bình lại nhận thêm được một đoạn clip. Đó là cảnh một con quái vật toàn thân rực lửa đang bay trên không trung, tay nó khua múa rồi ném một quả cầu lửa xuống dưới đất. Mỗi quả cầu lửa của nó có thể tạo thành uy lực ngang với cả tấn thuốc nổ, lập tức khiến nhà cửa và người dân bên dưới thành cho bụi. Ngô Bình híp mắt lại, kẻ địch xâm nhập là chức trách của Thiên Long, anh lập tức sử dụng bùa địa độn để xuất hiện ở hiện trường ngay. Nơi đây là một thành phố thuộc phía đông bắc của Viêm Long, nơi này trở nên vô cùng hỗn loạn, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, cứu thương hoạt động hết công suất. Ngô Bình nhìn về phía con quái vật đang ném cầu lửa vào người dân vô tội từ phía xa, lòng anh trùng xuống. Người này dám làm vậy một là điên, hai là có ý đồ gì đó. Hơn nữa, thực lực của người này còn rất mạnh, đã là một cường giả cấp thần vương rồi. Anh bay vút lên cao rồi tung một chưởng về phía đó, anh đã thi triển hỏa vân chưởng, một chưởng ấn rực lửa tấn công người kia. Quái nhân ngoảnh lại rồi tung một quả cầu lửa phản công Ngô Bình. Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là một vụ nổ trên không trung, ngay sau đó có một bóng người lao về phía Ngô Bình. Làn da của người đó biến thành màu đen xì, ngoài ra còn có các lỗ nhỏ, lửa không ngừng phun từ bên trong ra. Mắt người đó có màu đen đỏ, xung quanh được lửa bao bọc, uy lực rất khủng khiếp. Giết! Ngô Bình không chút do dự mà thi triển bùa âm dương truy hồn, hai tia sát quang màu đen trắng xuất hiện rồi chém đứt tay trái của quái nhân. Máu của quái nhân phun ra, điều kỳ lạ là máu của người này cũng rực lửa. Máu huyết mà cũng cháy được ư.
Ngô Bình giật mình rồi thấy máu huyết trong người mình sôi sục, anh nảy ra một ý, đó là uống hết chỗ máu rơi xuống kia. Thấy máu sắp rơi xuống đất, Ngô Bình vung tay lên, máu huyết lập tức bay lên cao rồi biến thành một giọt máu to như nắm đấm. Giọt máu rơi xuống tay Ngô Bình rồi nhanh chóng thấm vào da anh, sau đó lập tức bị anh hấp thu. Một lát sau, bằng một cách đặc biệt nào đó, anh đã phá giải được ý nghĩa ẩn chứa trong giọt máu này. Mình đang hấp thu sức mạnh của hắn ư, Ngô Bình ngạc nhiên. Quái nhân đó bị đứt một tay nên đang gào thét đau đớn, máu thịt trên cánh tay bị ngọn lửa cuốn lấy, loáng cái lại có cánh tay khác mọc ra. Sau đó, hắn vung cả hai tay lên, lập tức có hơn chục quả cầu lửa bay về phía Ngô Bình. Các quả cầu lửa này đều to như quả bóng chuyền, uy lực thì khỏi bàn cãi. Phía sau Ngô Bình có một nhà dân, nếu anh né đi thì nhà đó sẽ chết thảm hết. Anh sử dụng toàn bộ sức mạnh, phủ kín người bằng pháp lực rồi lao về những quả cầu lửa ấy. Quỳnh! Anh tung một quyền đấm vỡ một quả cầu lửa, nhưng điều kỳ lạ là nó không nổ, mà bị quyền cước của anh hấp thu, sau đó tiến vào máu dịch của anh. Thì ra, sức mạnh thần vương mà anh có được đã hóa giải sức mạnh của ngọn lửa từ quái nhân, đồng thời có thể hấp thu cầu lửa của hắn. Chương 2392 người của chúng ta có ai chết không? Ngô Bình lạnh giọng nói, người Đông Doanh to gan thật, dám đến Viêm Long gây rối, ai cho các người dũng khí vậy hả? Anh tung một quyền vào mặt quái nhân, kiếm nguyên đáng sợ mang theo uy lực mạnh mẽ đánh nát mặt hắn, máu tươi phun ra. Tên đó hét lên đau đớn rồi bay ra xa, sau đó bị Ngô Bình đạp ngã xuống đất. Anh giẫm lên mặt hắn rồi lạnh giọng hỏi, nói ngay, tại sao lại đến Viêm Long? Lúc này, sức mạnh thần vương của Ngô Bình bùng nổ nên đã hình thành áp chế với người này, hắn hét lớn rồi nói cậu là thần vương ư. Không thể nào, không ai có thể hấp thu sức mạnh thần vương được. Ngô Bình nói, người khác thì không nhưng tôi thì có. Trả lời câu hỏi, không thì tôi sẽ cho anh hồn bay phách tán. Ngọn lửa trên người quái nhân biến mất, để lộ ra dáng vẻ bình thường của con người, hắn nói tôi là thần được tập đoàn Thiên Chiếu bồi dưỡng, tên là Hirano. Ngô Bình biết tập đoàn này, ngày trước anh và Sakaki đã va chạm, hơn nữa Sawako cũng từng ra tay với tập đoàn Tam Hữu, sau này anh phải ra tay thì ông ta mới chịu thôi. Anh chợt có một dự cảm bất ổn nên hỏi, anh là người của tập đoàn Thiên Chiếu, thế thì đến Viêm Long làm gì? Hirano nói, tôi có sức mạnh của thần nên mới bay lên cao thử nghiệm uy lực, bất cẩn đã đến nhầm nước ta. Ngô Bình cười lạnh, bất cẩn. Anh có biết ngọn lửa mình vừa tạo ra đã giết bao nhiêu người rồi không? Hirano run rẩy nói, tôi biết lỗi rồi. Ngô Bình, tôi hỏi anh, tập đoàn Thiên Chiếu có bao nhiêu người giống anh? Hirano, hiện tại chỉ có một mình tôi, để bồi dưỡng tôi, tập đoàn đã dùng hết 1/3 tài sản. Ngô Bình, 1/3 tài sản ư? Hirano, vâng, có hơn 3.000 người cùng dùng thuốc như tôi, nhưng chỉ có một mình tôi thành công. Những người khác đều chết hết, không thì cũng thất bại. Ngô Bình, xem ra Sawako định đào tạo cao thủ, tiếc là anh quá ngu xuẩn, dám chạy đến Viêm Long thử nghiệm, nên tôi phải tiễn anh về trời thôi. Uinh! Ngô Bình tung một chưởng đâm thủng tim của Hirano, hắn hét lên đau đớn, thần lực trong máu huyết đã bị Ngô Bình hấp thu hết. Sau đó, Ngô Bình cảm thấy có thêm một luồng sức mạnh rực lửa xuất hiện trong người mình, anh động tinh thần một cái là quanh người bốc cháy ngay. Ngô Bình đánh chết Hirano xong thì có vài thành viên của Thiên Long đi tới, thấy hắn đã chết, họ thở phào một hơi. Long chủ, họ tiến lên chào hỏi. Ngô Bình, người của chúng ta có ai chết không? Mấy người đó nhìn nhau, một người đáp, có 4 người bị thương và 7 người chết, thực lực của người này quá mạnh, chúng tôi không phải đối thủ. Người dân thì sao? Có vài trăm người chết, bị thương thì rất nhiều, một người nói, người Đông Doanh thật ngang ngược. Dám trắng trợn tấn công chúng ta. Chương 2393 cậu đến giết người ư? Ngô Bình, chuyện này không thể cho quan được, mọi người hãy tiếp tục điều trị cho mọi người, đồng thời bồi thường 1 triệu cho mỗi một mạng người, thiệt hại về nhà cửa và tài sản thì giao cho chính quyền địa phương lo liệu. Nếu họ không có tiền thì mới đến lượt chúng ta. Mấy người kia nghe xong thì đi làm ngay, Ngô Bình bay vút lên cao rồi đằng đằng sát khí bay đến Đông Doanh. Oan có đầu. Nợ có chủ, thần gì đó này là do Sawako bồi dưỡng nên anh phải đi tìm ông ta. Vì thế, anh bay đến Đông Doanh, nhưng khi bay vào địa phận của Đông Doanh thì anh đã bị nhiều luồng thần niệm tấn công. Lúc này,
anh đang ở trên khoảng không của quận Ishikawa, có ba người xuất hiện ở phía trước để chặn anh lại. Người đứng đầu ăn mặc như võ sĩ của thời Mạc Phủ, hai người khác cũng lác võ sĩ. Người đứng giữa để kiểu tóc thời cổ kỳ quái, giữa đầu không có tóc, trông rất xấu. Ai, mau báo tên, võ sĩ ở giữa hỏi Ngô Bình. Ngô Bình, tôi là võ giả Viêm Long, đến giết người. Võ sĩ cau mày nói, cậu đến giết người ư. Ngô Bình, thần mà Sawako bồi dưỡng đã đến Viêm Lo Nước tàn sát người vô tội, khiến rất nhiều người chết và bị thương. Vì thế Đông Doanh buộc phải trả giá. Nghe Ngô Bình nói vậy, ba võ sĩ đều bật cười, võ sĩ bên trái nói, ngày xưa, chúng tôi đã giết bao người Viêm Long, giờ giết có vài trăm người thì bỏ bèn gì. Ngô Bình lườm võ sĩ đó rồi lạnh giọng nói, ngày xưa, các người cũng tham gia giết chóc ư. Võ sĩ đó nói, ngày xưa, tôi là một đại tá, từng có kinh nghiệm chém cả chục nghìn người. Võ sĩ bên trái cười nói, tuy tôi không có kinh nghiệm chém chục nghìn người, nhưng ba nghìn thì vô tư. Khi ấy, đầu người rơi như lá rụng, đúng là một cảnh tượng đã mắt. Ha ha, tôi cũng chém được nhiều lắm, toàn lũ rác rưởi thôi mà. Hắn vừa nói dứt câu đã có một đường kiếm lóe sáng, ba cái đầu bay lên. Cùng lúc đó, ba nguyên thần xông ra rồi nhảy trên không trung, sau đó đã bị Ngô Bình bắt lấy. Ba người kia vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, tên đã chém cả chục nghìn người nói, mạnh quá. Rốt cuộc cậu là ai? Tiên quân của Viêm Long à? Tên chém nghìn người run rẩy nói, không, còn đáng sợ hơn cả tiên quân ấy. Trời ơi, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Ngô Bình lạnh lùng nói, nhớ cho rõ tên tôi này, tôi là Lý Huyền Bình của Viêm Long. Nói rồi, anh ném ba nguyên thần vào bát vàng, sau đó luyện hóa thành ba viên nhân nguyên đan. Thi thể của ba người kia rơi xuống đất, Ngô Bình đứng ngay cạnh đó, vì anh biết mình giết họ xong thì sẽ có tu sĩ khác của Đông Doanh đến ngay. Chương 2394 người lái chính là Hanami Tsukihime. Ngô Bình gật đầu, ông bảo tôi vi phạm quy tắc, thế ông có biết bên ông vừa có tu sĩ sang nước tôi giết bao người dân vô tội không? Hidesugu nói. Người chết đều là bọn phàm phu tục tử, bên tôi sẽ bồi thường. Ngô Bình lạnh giọng nói, bồi thường, nợ máu phải trả bằng máu. Bên ông giết một người dân của bên tôi thì tôi sẽ giết một tu sĩ bên ông. Hidesugu sầm mặt nói, cậu ngông quá rồi đấy. Hãy nhìn cho rõ xem đây là đâu, cậu tưởng một mình có thể đấu lại các cao thủ ở đây ư. Tôi là chuyên gia diệt quỷ đấy, Ngô Bình giơ tay lên rồi bắn một kiếm nguyên ra. Anh kết hợp niêm hoa chỉ và kiếm nguyên, một sát quang lập tức bủa vây Hidesugu. Nhưng quanh người ông ta chợt phát sáng, ông ta cười lạnh nói, có chút tài mọn mà cũng dám hoành hoang. Thế à, Ngô Bình lách người, sau đó chém một kiếm tới. Cheng! Màn ánh sáng kia đã bị anh chém vỡ vụn. Hidesugu cười lớn, thế thì đã sao? Ngô Bình híp mắt lại, sau đó giơ tay chộp vào vai Hidesugu. Sức mạnh ngọn lửa anh vừa hấp thu được đã phủ kín người Hidesugu. Toàn thân Hidesugu bốc cháy, ông ta không chịu được mà hét lên, dừng tay. Ông ta ra sức giãy giụa, nhưng vô dụng. Nửa phút sau, Hidesugu đã cháy thành than, cuối cùng chỉ còn lại một nguyên anh nhảy ra. Ngô Bình bắt lấy, sau đó ném thẳng vào lò luyện minh thần để luyện chế nguyên anh đan. Không tệ, mình nên giết thêm vài con quỷ Đông Doanh nữa. Sau đó lấy nhân nguyên đan và nguyên anh đan dùng luyện chế, bồi dưỡng tu sĩ Viêm Long, nghĩ đến đây, anh tiếp tục đi về phía trước. Nhưng sau đó không còn ai ngăn cản anh nữa, thậm chí ngay cả thần niệm đang theo dõi anh cũng biến mất. Khi đến mặt đất, anh thay đổi hình dạng, sau đó liên lạc với Hanami Tsukihime. Không lâu sau một chiếc xe MVP chạy đến, cửa xe vừa mở, anh bước lên xe. Người lái chính là Hanami Tsukihime. Cô ấy vui vẻ nói, anh Huyền Bình, anh đột nhiên đến Đông Doanh có phải là vì nhớ Tsukihime rồi không? Ngô Bình cười nói, anh đến thăm em và ông Lạc, tiện thể xử lý chút việc. Hanami Tsukihime, anh Huyền Bình, cụ vẫn luôn bế quan, ông ấy đã mở ra linh khiếu, ba thần khiếu, năm nay có lẽ sẽ thăng cấp lên địa tiên. Chương 2395, có anh giúp đỡ, chắc sẽ không khó. Ngô Bình hỏi, tăng lên 20% là bao nhiêu? Hanami Tsukihime, vốn dĩ là tỷ lệ phần trăm tổng lợi nhuận, tăng lên 20%. Ngô Bình nhíu mày, thế mà phải cho chúng phần trăm lợi tức, Igamon này cũng tham lam quá.
Hanami Tsukihime, không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta yếu, còn đối phương thì mạnh. Nói rồi cô ấy nói, à phải rồi, Igamon phái hai sứ giả đến giám sát gia tộc bọn em vẫn chưa gặp họ nữa. Ngô Bình, Igamon cũng có thế lực ở nhẫn giới chứ? Hanami Tsukihime gật đầu, Igamon cũng có thế lực nhất định ở nhẫn giới, hơn nữa không lỏng lẻo giống Kogamon, Igamon có thủ lĩnh thống nhất. Ngô Bình, dâng cho chúng phần trăm lợi tức không phải là kế lâu dài. Hanami Tsukihime, hết cách rồi, thế lực của Igamon ở Đông Doanh rất lớn. Ngô Bình, em đừng sợ, anh là chỗ dựa của em nên thế lực của em vẫn lớn hơn Igamon. Hanami Tsukihime cười nói, đúng thế. Anh Huyền Bình, em có việc muốn nói với anh, gần đây khu vực biển của phía Bắc Đông Doanh xuất hiện một chuyện kỳ lạ, có không ít tu sĩ đến kiểm tra. Ngô Bình, chuyện quái lạ gì? Hanami Tsukihime, dưới đáy biển xuất hiện một cái động rất lớn, liên tục hút lấy nước biển, trên bề ngoài hình thành xoáy nước khổng lồ. Có người nói, xoáy nước đó có thể liên kết với không gian gấp không biết nào đó. Ngô Bình, có người vào đó chưa? Hanami Tsukihime, tạm thời vẫn chưa có, nhưng sớm muộn gì cũng có người vào trong thăm dò. Xe chạy đến nơi Hanami Tsukihime sống, vừa vào phòng, Hanami Tsukihime giúp Ngô Bình cởi áo khoác ngoài, đổi dép đi trong nhà. Ngô Bình cười nói, Tsukihime, tu vi của em quá yếu, lần này anh đến đây, tiện thể giúp em tăng lên thiên sư. Hanami Tsukihime cực kỳ ngạc nhiên, anh Huyền Bình, em có thể trở thành thiên sư sao? Ngô Bình, có anh giúp đỡ, chắc sẽ không khó. Hanami Tsukihime mừng rỡ, nhào vào lòng Ngô Bình, cảm ơn anh nhiều lắm. Ngô Bình khẽ cười nói, tu vi tu hành của An Ogura và Yozakura Tama tiến bộ rất nhanh, qua một thời gian nữa, anh sẽ bảo họ về giúp em. Đang nói thì Miyo và Hoshi ở bên ngoài muốn gặp. Vào đi, Hanami Tsukihime lui ra khỏi lòng Ngô Bình, ngồi thẳng dậy. Cánh cửa vừa mở ra. Hoshi và Miyo quỳ xuống đất, thấy Ngô Bình cũng ở đây, họ vui mừng, chào cậu chủ. Ngô Bình gật đầu, Hanami Tsukihime hỏi, có việc gì? Hoshi nói, chủ nhân, sứ giả Igamon đang nổi nóng, nói cô không gặp họ là vô lễ với Igamon. Hanami Tsukihime lạnh nhạt nói, hắn thích nổi nóng thì cứ để hắn nổi nóng, dù sao tôi cũng không gặp. Miyo, nhưng chủ nhân, hai sứ giả đó đang đến đây. Hanami Tsukihime sửng sốt, chúng biết tôi sống ở đây. Chương 2396 đây là chồng chưa cưới của tôi. Hoshi, có lẽ là biết, nếu không có gì bất ngờ thì sứ giả sẽ đến đây trong 5 phút. Hanami Tsukihime nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta rời khỏi đây. Ngô Bình lại nói, Tsukihime, cái gì nên đến sẽ đến thôi, em tránh được một lần nhưng không thể né được 10 lần. Hanami Tsukihime, anh Huyền Bình, em nghe nói hai sứ giả này có danh tiếng không tốt, thường lấy danh nghĩa của Igamon để chèn ép người khác. Ngô Bình, không sao, anh có cách trị chúng. Có Ngô Bình ở đây, Hanami Tsukihime càng có tự tin hơn, được. Không đến 5 phút, có người bước vào cửa, Hoshi và Miyo không ngăn lại được, một người đàn ông trong đó lên tiếng, khốn kiếp. Các người to gan lắm, lại dám tránh mặt không gặp chúng tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi sẽ trừng phạt các người. Một người hét lớn đẩy cửa phòng ra, đây là một người đàn ông toàn thân nồng nặc mùi rượu, ánh mắt không tỉnh táo, sau khi nhìn thấy Hanami Tsukihime, trong ánh mắt như có lửa cháy rực. Hắn cười hơ hơ, cúi người nói với Hanami Tsukihime, cô Hanami, tôi là Kobayashi Sahashi. Một người khác đứng hút thuốc ngoài cửa, không đi vào, nhìn dáng vẻ này thì chắc là trợ lý của Kobayashi Sahashi. Hanami Tsukihime gật đầu, anh Kobayashi, tôi luôn muốn đến chào hỏi các vị nhưng gần đây không ở trong nước nên thất lễ rồi. Kobayashi Sahashi cười he he, nghe danh cô Hanami là một trong những người phụ nữ đẹp nhất giới kinh doanh ở Đông Doanh, hôm nay gặp được quả nhiên là danh bất hư truyền. Hanami Tsukihime, quá khen rồi. Lúc này Kobayashi Sahashi mới để ý đến Ngô Bình, hắn nói, vị này là... Hanami Tsukihime, đây là chồng chưa cưới của tôi, Lý Huyền Bình. Khóe mắt Kobayashi Sahashi khẽ giật, lạnh lùng nói, người viêm long sao? Hừ, cô Hanami à, cô là người đẹp nhất Đông Doanh, sao lại gả cho người viêm long? Người viêm long là loại hạ đẳng,
không xứng với cô. Ngô Bình nãy giờ không lên tiếng đột nhiên giơ tay lên tát một cú thật mạnh vào mặt Kobayashi Sahashi, cằm của Kobayashi Sahashi như vỡ vụn ra, hắn bị rụng mấy cái răng, máu chảy đầy miệng. Hắn bị đánh đến ngơ ngác, qua mấy giây sau mới tức giận hét lên, mày dám đánh tao. Ngô Bình lạnh lùng nói, cái thứ khốn nạn, mày mà cũng dám bàn luận về Viêm Long trước mặt tao à? Vừa dứt lời, khí thế đáng sợ được giải phóng, Kobayashi Sahashi và trợ lý ở bên ngoài run lên, không chịu nổi mà quỳ xuống đất. Thậm chí ba người Hanami Tsukihime, Hoshi và Yoshi không bị anh nhắm đến cũng run lên, có cảm giác phải quỳ gối trước Ngô Bình. Chuyện gì thế này, khí tức đáng sợ quá như thể tôi là nô lệ của hắn, còn hắn lại rất cao quý, rất mạnh vậy, Kobayashi Sahashi hoảng hốt. Sao mà hắn có thể đoán được Ngô Bình đã là nhân vương, có năng lực áp chế với tất cả mọi người, chèn ép về khí thế khiến họ giống như chuột gặp phải mèo. Chương 2397 xong việc tiêu diệt người này luôn. Kobayashi Sahashi vội vàng đứng lên, ôm mặt lùi về sau, dẫn theo trợ lý vội vã đi khỏi đó như bỏ chạy. Ngô Bình quá đáng sợ, hắn sợ đi chậm một chút thôi là có thể sẽ bị đánh chết ngay ở đây. Đối phương đã đi xa. Hoshi ngạc nhiên nói, cậu chủ, khí tức của cậu chủ mạnh hơn, chắc chắn lại có đột phá, chúc mừng cậu chủ. Ngô Bình nói, khoảng thời gian trước, tôi đột phá đến nhân tiên tầng 7, cảnh giới nhân vương. Yoshi và Hoshi nhìn nhau, nhân tiên còn có tầng 7. Hanami Tsukihime vô cùng vui mừng, khoác cánh tay Ngô Bình áp mặt mình vào đó nói, anh Huyền Bình đúng là giỏi quá, là người đàn ông mạnh lớn thiên hạ. Ngô Bình nói, Tsukihime. Sau khi người này về chưa chắc đã chịu phục, Igamon có thể sẽ tìm đến lúc đó anh sẽ dạy dỗ chúng. Hanami Tsukihime cười nói, anh Huyền Bình, đợi đến lúc anh trở thành chân nhân, chân tiên thì chẳng phải là vô địch rồi sao? Ngô Bình xua tay, không thể nói thế, mỗi một cảnh giới của địa tiên đều có khả năng sinh ra cao thủ siêu phàm. Núi này cao còn có núi cao hơn, không thể tự đại được. Anh lại nói, Tsukihime. Bây giờ anh nâng cao tu vi giúp em. Trong khi Ngô Bình giúp Hanami Tsukihime tu hành, Kobayashi Sahashi đi đến một đạo quán. Trong đạo quán, một người đàn ông trẻ tuổi nghe Kobayashi Sahashi kể lại chuyện vừa rồi, hắn ta nói, gì cơ? Khí tức thôi đã khiến anh chịu thua, hắn là tiên quân. Kobayashi Sahashi lắc đầu, hoàng tử điện hạ, khí tức của người đó mạnh hơn tiên quân nữa nhưng không giống cảm giác áp bức của tiên quân. Giống như hắn là vương giả của loài người, tôi phải thần phục hắn, trung thành với hắn, thậm chí sẵn sàng nhảy vào biển lửa vì hắn. Người đàn ông trẻ tuổi ngạc nhiên, cảm giác này, lẽ nào, hắn là nhân vương? Kobayashi Sahashi ngây người, điện hạ, nhân vương là sao? Người đàn ông trẻ tuổi im lặng vài giây rồi nói, nhân vương là cường giả loài người có thể khai phá sức mạnh loài người đến mức đáng sợ. Nếu hắn là nhân vương thì Viêm Long đang vực dậy rồi. Kobayashi Sahashi nói, điện hạ, nói như thế, chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt hắn. Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, phái mấy người phụ nữ yêu kiều và đẹp nhất của chúng ta đến làm phụ nữ của hắn, khiến hắn lưu lại hạt giống huyết mạch. Chỉ cần để lại đời sau thì chắc chắn đời sau của hắn sẽ trở thành vương giả tương lai của Đông Doanh. Kobayashi Sahashi cười nói, xong việc tiêu diệt người này luôn. Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, Kobayashi. Bây giờ tôi cho anh quyền hạn cao nhất, đi tìm phụ nữ có nhan sắc xinh đẹp từ Đông Doanh cho đến nước ngoài, bất kể vốn liếng thế nào, bất kể cái giá nào cũng phải làm cho nhân vương để lại đời sau. Vâng. Lúc này Ngô Bình đang dùng sức mạnh được lưu trữ trong người liên tục giúp Hanami Tsukihime mở ra 9 đại linh khiếu, đại thần khiếu, sau đó lại hợp nhất giúp cô ấy. Chương 2398 đệ tử địa phẩm nhiều không? Bây giờ Ngô Bình đã là nhân vương. Tu sĩ nhân tiên tầng 7, anh rất muốn biết mình có thể đứng thứ mấy trong dòng chảy lịch sử. Theo hướng dẫn, anh rót pháp lực vào, ngay lập tức, vật đó sáng lên, một luồng sức mạnh thần kỳ bao quanh cơ thể anh. 5 phút sau, một hàng chữ rất nhỏ hiện lên bề mặt. Anh đọc kỹ từng chữ, phát hiện bên trên đều viết tên người, mà ở vị trí thứ 109 lại để trống, anh có thể viết tên của mình vào. Cảnh giới thần quân, mình chỉ xếp ở vị trí 109. Người đứng đầu mạnh thế nào cơ chứ, anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao người có tên trong bảng xếp hạng này đã là thiên kiêu của thời đại hồng hoang rồi,
hoặc là sự tồn tại nghịch thiên của tiên giới. Mình có thể xếp thứ 109 thật ra cũng khá tốt rồi, huống gì anh vừa bước vào cảnh giới thần quân không lâu, dần dần tu hành toàn vẹn chắc chắn có thể tăng lên. Nghĩ ngợi một lúc, anh viết tên mình vào chỗ trống, Lý Huyền Bình. Không lâu sau, cái tên lóe sáng, sau đó xuất hiện ở vị trí 109. Anh khẽ cười, lẩm bẩm, 109, trong một tháng mình phải lên đến vị trí 100, đúng lúc này ngọc bàn trong tay rung lên, bề mặt trơn bóng của nó xuất hiện một hàng, có người lạ yêu cầu kết bạn với Lý Huyền Bình, được phép chấp nhận không? Ngô Bình sửng sốt, kết bạn, chuyện gì đây? Anh nghĩ một lúc rồi nói, chấp nhận. Không lâu sau, bề mặt ngọc bàn xuất hiện một hàng chữ, kết nối thành công, chấp nhận kết bạn. Lý Huyền Bình và thân công Nam Tinh trở thành bạn, có thể nói chuyện rồi. Nói rồi trên ngọc bàn phát ra ánh sáng, không trung tạo ra một quầng sáng lớn bằng bàn tay, trên đó có một hàng chữ. Người vừa đến chính là người đứng vị trí 109 trên bảng xếp hạng thần quân, tôi đây vô cùng bái phục, đối phương nói chuyện bằng tiên tự giản thể. Ngô Bình, anh là thân công Nam Tinh, tôi là thân công Nam Tinh, đệ tử nhị đẳng thiên phẩm của thần thổ thông thiên. Ngô Bình, anh là đệ tử của thần thổ thông thiên. Thân công Nam Tinh, mặc dù là đệ tử thần thổ nhưng vẫn không bằng anh. Tôi xếp hạng ngoài 300, còn anh lại đến 109, đúng là hổ thẹn. Xin hỏi anh ở môn phái nào thế? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, đệ tử tiên vực Vĩnh Hằng. Thân công Nam Tinh, thảo nào, số lượng đệ tử tiên vực Vĩnh Hằng không bằng 1/10 thần thổ thiên thông, nhưng ai nấy cũng đều xuất chúng. Với tư chất của anh chắc hẳn là đệ tử thân truyền của vị đại tài nào đó ở tiên vực Vĩnh Hằng nhỉ? Là nhất đẳng thiên phẩm. Ngô Bình nghĩ đến đạo của mình nói, đúng thế. Anh hỏi, thần thổ thông thiên có bao nhiêu đệ tử thiên phẩm? Trước kia khi ở vùng đất truyền thừa, anh nghe trưởng lão thần thổ thông thiên nói chỉ có 3 đệ tử thiên phẩm. Thân công Nam Tinh, hiện tại hình như chỉ có 3 người, tôi là người mới thăng cấp gần đây, đệ tử nhị đẳng thiên phẩm của ông ấy chỉ có một mình tôi là một trong số họ. Có vẻ thân công Nam Tinh này cực kỳ đắc ý, Ngô Bình lại hỏi, đệ tử địa phẩm nhiều không? Thân công Nam Tinh, không nhiều lắm, có hơn 100 người, không đến 200. Nói chuyện một hồi biết được thân công Nam Tinh cũng có một bảo bối tương tự, họ gọi vật thể đó là bảo sách thiên kiêu. Chương 2399 cảm tạ anh Lý. Ngô Bình nói chuyện với người này chỉ thấy người này tính cách rất đơn thuần, sau khi thân công Nam Tinh biết Ngô Bình còn biết cả luyện đan và y thuật thì cực kỳ bái phục. Anh Lý đúng là kỳ tài, không chỉ là nhất đẳng thiên phẩm. Tôi có vài người bạn đều đang ở trong nhóm thảo luận, anh Lý có muốn tham gia không? Thế mà còn có thể tham gia nhóm, Ngô Bình nói, được chứ? Không lâu sau anh được thêm vào trong một nhóm hơn 50 người. Mọi người đều lần lượt chào đón, vì Ngô Bình là một trong vài người có vị trí xếp hạng cao nhất hiện tại ở trong nhóm. Nói chuyện với những người này, Ngô Bình mới biết họ đều là thiên tài đỉnh cấp của các thế lực lớn, tu chân đều xuất chúng, thế nhưng một nhóm người này lại vô cùng khách sáo với anh. Anh Lý là cao thủ luyện đan nữa đấy, nếu mọi người có cần gì thì có thể tìm anh Lý giúp đỡ, thân công Nam Tinh nói. Ngô Bình định khiêm tốn vài câu thì trong nhóm có một cô gái tên là Nam Cung Nguyệt hỏi, anh Lý có thể luyện chế đan dược có hiệu quả thăng cấp trong thời gian ngắn không? Ngô Bình nghĩ ngợi rồi nói, ý cô là đột ngộ đan sao? Nam Cung Nguyệt nói, đúng rồi, đột ngộ đan là được, anh Lý có thể luyện chế không? Tôi sẵn sàng mua với giá cao. Ngô Bình thầm nói chúng ta một người ở trái đất, một người ở tiên giới, cô mua thế nào được? Nhưng anh vẫn nói, có thể luyện chế được. Nam Cung Nguyệt, không biết là đan dược phẩm cấp nào. Đan dược của Ngô Bình, sớm đã có thể đạt đến vương phẩm rồi, hơn nữa đột ngộ đan này cũng không phải quá khó, anh nói ngay, vương phẩm. Nam Cung Nguyệt vui mừng, anh Lý, tôi đưa cho anh trước 100 bảo bùa đặt cọc. Ngô Bình kinh ngạc, 100 bảo bùa, đặt cọc, đột ngộ đan mà quý vậy sao? Đương nhiên anh không thể nói ra, bèn nói, cô Nam Cung. Không biết bên phía các cô, đột ngộ đan vương phẩm đáng giá bao nhiêu bảo bùa. Nam Cung Nguyệt, đột ngộ đan vương phẩm chỉ có thể mua được ở buổi đấu giá, giá khởi điểm là 300 bảo tiền chính là bảo bùa, giá cuối cùng thường là 500. Anh Lý, tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu, tôi có thể dùng giá cao nhất để mua. Giá cao nhất chính là 100 bảo bùa. Phải biết rằng, một bảo tiền tương đương với 1.000 tiền bùa,
trăm bảo bùa chính là 100.000 tiền bùa. Ở tiên giới này không phải bị lạm phát đấy chứ, Ngô Bình thầm nghĩ. Thấy Ngô Bình không đáp, Nam Cung Nguyệt vội nói, nếu anh Lý thấy ít, tôi có thể tăng thêm chút. Ngô Bình nói, cô Nam Cung, không hề ít. Nam Cung Nguyệt nói, cảm tạ anh Lý. Cô ấy nói xong, trên bảo sách thiên kiêu của Ngô Bình xuất hiện một hàng chữ nói, có người tặng quà cho anh, có nhận hay không? Chương 2400 em cũng không phải vội. Anh lập tức nói trong nhóm, các vị, trước mắt tôi có thể luyện chế ra được đan dược mà cảnh giới địa tiên cần, đan dược đa phần là vương phẩm. Nếu cần, có thể liên lạc với tôi. Trong nhóm ồn ào hơn hẳn, không ít người đều hỏi thăm, Ngô Bình có thể luyện chế ra được loại đan dược nào đó không? Đan mà họ nói, hầu hết Ngô Bình đều biết, cho dù chưa từng nghe qua thì sau khi hỏi cách dùng thì anh cũng biết được loại đan dược tương tự. Anh quay về, những đan dược này, đa phần anh đều có thể luyện chế được, chỉ là có vài nguyên lại khá khó tìm. Anh bèn nói với mọi người, bọn họ có thể tự mình tìm nguyên liệu, như vậy thì giá đan dược sẽ được giảm 30%. Bình thường mà nói, phí dược liệu chỉ chiếm chưa đến 1/10 giá thành đan dược, thậm chí là 1%. Ngô Bình giảm giá hẳn 30% thì cũng vẫn lời rồi, vì vậy những người này đều tỏ ý có thể tự mình tìm dược liệu. Nói chuyện trong nhóm một lúc, có không ít người âm thầm kết bạn với anh chấp nhận lần lượt. Về sau, anh nói với Thân Công Nam Tinh, Thân Công, một thời gian nữa, một người bạn của tôi muốn đến Thông Thần Thổ Thông Thiên các anh, làm phiền anh chăm sóc chút. Thân Công Nam Tinh cười nói, anh Lý yên tâm, có tôi đây, không ai có thể ức hiếp bạn bè anh. Người Ngô Bình nói đương nhiên là Đường Băng Vân, Đường Băng Vân sau khi trở thành địa tiên thì muốn đến thần thổ tu luyện, anh vẫn luôn rất lo lắng. Hiện tại nhờ vị Thân Công Nam Tinh này thăm dò tin tức, anh có thể biết được tin tức Đường Băng Vân ở bên đó bất kỳ lúc nào. Biết Đường Băng Vân là nữ, hơn nữa còn là địa phẩm nhất đẳng, Thân Công Nam Tinh nói, bạn của anh Lý không đơn giản tí nào, nhất đẳng địa phẩm không nhiều, chỉ chừng 20 người thôi. Ngô Bình, phải làm phiền anh Thân Công rồi. Thân Công Nam Tinh, không cần khách sáo, sau này lúc anh Lý giúp tôi luyện chế đan dược, bớt giá cho tôi là được, ha ha. Ngô Bình, đương nhiên, sau này đan dược của Thân Công huynh, tôi chỉ lấy theo giá vốn. Thân Công Nam Tinh mừng rỡ, ở tiên giới, đan dược này cũng là thứ khan hiếm, Ngô Bình chỉ lấy giá vốn, anh ta có thể tiết kiệm được không ít tiền rồi. Anh nói chuyện với nhóm một lúc, Hanami Tsukihime đã ổn định tu hành. Tu vi thăng cấp. Cô ấy vô cùng vui mừng, ra khỏi phòng liền ôm lấy Ngô Bình nói, anh Huyền Bình, cảm giác làm thiên sư thật tốt, như thể cả đất trời đều do em nắm giữ vậy. Ngô Bình, quen rồi, thì sẽ không còn cảm giác này nữa, trái lại sẽ cảm thấy kính sợ đất trời. Hanami Tsukihime gật đầu, anh Huyền Bình, qua thời gian nữa em có thể trở thành địa tiên rồi sao? Ngô Bình gật đầu, ừ, tháng sau có thể đột phá rồi. Em cũng không phải vội, đợi anh trở thành địa tiên trước. Có kinh nghiệm rồi em đột phá cũng không muộn. Hanami Tsukihime gật đầu, có anh Huyền Bình giúp đỡ, tu hành em dễ hơn nhiều. Ngô Bình, bây giờ anh truyền cho em một công pháp, em chăm chỉ tu luyện làm nền tảng cho tu hành sau này. Ngô Bình truyền dạy cho Hanami Tsukihime, chính là thiên địa huyền hoàng quyết mà lúc trước anh tu luyện công pháp này, con đường tu hành của Hanami Tsukihime sẽ càng ổn định, càng đi xa. Lúc này, sắc trời đã tối, Hanami Tsukihime cho người làm mấy món viêm long, để Ngô Bình uống rượu. Vừa uống hai ly rượu, Mio chạy tới bẩm báo, cậu chủ, cô chủ, nhị hoàng tử cử đến 4 vũ nữ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.